vừa sáng ra mở mắt izumi đã nghe thấy tiếng của ai đó mà không biết gì cậu nghĩ có vẻ là bản thân mơ nên vẫn xuống ăn sáng cùng bố mẹ cậu thấy tay cứ tê tê thì mẹ cho biết là do đêm qua cậu dùng tay nghe cột quanh tay lúc mớ ngủ cậu sau đó đành ăn sáng và đột nhiên giật mình khi thấy con nhện lúc đến trường cô bạn satomi đã lén lén đi sau để gõ đầu cậu một cái thì tay cậu đột nhiên như dự đoán trước mà chụp tay cô để rồi khi nhận ra và quay lại thì cậu mới bất ngờ tay cậu đột nhiên bóp bưởi cô trong vô thức nên bị tắt cho một cái cô bạn yêu cô đã nhặt lại kính và hỏi lý do cậu làm trò vừa rồi nhưng cậu cũng chẳng biết nữa một lúc sau lúc ở trong lớp izumi thì gật gù muốn ngủ còn tay thì cứ bấm điện thoại cậu mơ về lúc đêm qua đang nghe nhạc thì cậu phát hiện có con gì đó chui vào mũi nên hắt hơi ra nhận ra con này giống rắn nên cậu định cầm sách đập thì nó chui vào tay cậu buộc cậu phải lấy tay nghe cột tay lại để nó không bỏ lên não bố mẹ chạy qua thì tưởng cậu mộng du vì tay cậu làm gì có cái lỗ nào cậu sau đó tỉnh lại thì thầy đã ở bên cạnh thầy bắt cậu vì lỗi chơi điện thoại trong giờ vào giờ nghỉ satomi thì cứ tránh mặt cậu nên yuko sẽ để tình bạn cũ mà xin lỗi thay cậu cậu thấy hôm nay không khỏe thật nên quyết định về sớm trên đường về cậu mải suy nghĩ về cái tay thì đột nhiên có một đứa trẻ chạy ra đường đúng lúc xe sắp đến nên cậu đã lao ra cứu người và tay cậu đột nhiên xuất hiện một con mắt và còn chặn được nguyên cả cái xe cậu hối hả chạy về nhà và lên phòng rồi lấy dao ra đe dọa xem nó có còn là tay phải của cậu nữa hay không cái tay bất ngờ chuyển hóa và có khuôn mặt cùng tứ chi nó nói bập bẹ và cho biết nó đã ăn tay phải của cậu và cậu đã định lấy dao đâm thì nó đánh gãy luôn dao nó sau đó hết năng lượng mà ngủ mẹ nghĩ cậu có chuyện gì đó thì cậu đã bảo chữa để mẹ khỏi vào izumi đã lên mạng tìm hiểu thử về vụ cánh tay biết nói này là gì nhưng đến cuối ngày vẫn chẳng có gì đặc sắc nghĩ là chỉ có mình bản thân mắc phải nên cậu đành lết xác xuống dưới nhà để ăn tối bố mẹ hỏi cậu có sao không thì cậu chỉ là cảm thấy không khỏe cậu biết bản thân không thể để bố mẹ biết về chuyện đang xảy ra với bản thân cậu đành về phòng và nhận thấy bản thân gần như chẳng thể nói với ai về chuyện đang xảy ra cậu biết giờ mà đến viện thì kiểu gì cũng gây ra chấn động và cậu sẽ bị đem đi thí nghiệm sáng hôm sau lúc ngủ dậy izumi nhận thấy cánh tay của cậu đang hỏi học từ sách và mạng cậu hỏi nó đã nói được hay chưa và nó thật sự là gì nó vẫn không biết bản thân được gọi là gì do ngôn ngữ của cậu chưa có cách nói nào để mô tả thứ như nó nó cũng chẳng biết bản thân đến từ đâu vì ký ức duy nhất nó có là lúc nó đang cố chiếm lấy não cậu nhưng bất thành nó đã trưởng thành ở tay cậu nên đây là những gì nó có được Việc cậu bị chọn chỉ là ngẫu nhiên và nó gần như chẳng chịu trách nhiệm cho điều này. Cậu chán nản đòi đi viện để cắt nó ra thì nó cho cậu biết, nó đang cung cấp dưỡng chất để cơ thể cậu khỏe mạnh. Nếu bị cắt ra thì cậu sẽ teo lại và mất đi một cánh tay. Nên thay vì như vậy thì sao cả hai không sống chung, lúc nó ngủ thì cậu vẫn sẽ có cánh tay như bình thường. Cậu sau đó lại xuống ăn sáng và bố cho biết gần đây án mạng xảy ra khá nhiều. Bố sau đó chỉ vào con nhện để chọc cậu thì cậu lại không sợ nữa. Trên đường đi học, cánh tay thức dậy và hỏi cậu đang đi đâu thì cậu nói là đến đồn cảnh sát nó lần nữa nhắc cho cậu nhớ là nếu cậu bỏ nó đi thì cả hai đều chịu thiệt nên giờ cứ cùng sinh tồn là tốt nhất đột nhiên nó cảm nhận được đồng loại ở gần nên đã kéo izumi đi theo cậu không muốn đi thì bị nó bám vào cột điện để níu lại cậu đành chiều theo nó mà đi theo vì có thể sẽ có được thông tin hữu ích nhưng khi lần đến thì con ký sinh này lại là một con chó con chó thấy cánh tay cũng đã thất bại trong việc chiếm chủ thể nên nổi sắc khí buộc cánh tay phải bảo izumi chạy đi cả hai trốn vào một sân chơi còn con chó kia thì mọc cánh ra và bay đến cánh tay cho biết con chó sắp tới và họ sẽ phải chiến đấu ở đây con chó vừa xuất hiện thì cánh tay đã vươn lên và rồi đâm được vào người nó mà lấy đi quả tim quả tim mất thì con chó cũng chết cánh tay cho biết con ký sinh đã chiếm não con chó và chỉ biến đổi được phần đầu nên phần thân đầy sơ hở trong lúc đó có một cô gái đang bị vài tên du vây lấy thì được một người đàn ông đến giúp đỡ và giúp cô ta thoát đi nhưng đi một đoạn thì đám du quay lại và táng vào đầu một cú nhưng người đàn ông này đã bị ký sinh trùng chiếm lấy nên ngay lập tức vung ra một đòn chém hết toàn bộ người xung quanh nó sau đó quyết định đi kiếm một nhân dạng khác cho bản thân còn cánh tay lúc này thấy izumi đã bỏ đi ý định đến cảnh sát vì cậu đã nhận thức được là nếu thiếu nó thì cậu sẽ chẳng có sức mạnh để đánh lại đám ký sinh trùng cậu muốn kiếm một cái tên cho nó thì nó bảo cậu hãy gọi nó là migi lúc đến trường ở giờ thể dục Yuko đã bảo Izumi là nếu cậu ném được một quả vào rổ thì Satomi sẽ tha thứ cho cậu. Nhưng một thanh niên dường như có ác cảm với cậu mà cố ý dẫm vào chân. Cậu sau đó vào trận và thành công làm một quả vào rổ từ xa nhờ sự trợ giúp của Migi. Lúc đi cất đồ, Satomi đã đến để cậu xin lỗi và cậu hứa sẽ hồi cãi. Nhưng cô muốn cậu đã đi ăn bánh thì mới tha thứ. Thế là cậu đành nhận lời nhưng lại thi thoảng có hành vi kỳ lạ khiến cô thắc mắc. Migi biết cơn lứng của cậu đang lên đối với Satomi khiến cậu bảo nó đừng có nhắc về mấy vấn đề này. Thanh niên đã dẫm chân cậu đột nhiên gọi cậu ra ngoài nói chuyện. Thanh niên này thích thầm Satomi và muốn đấm nhau một trận để giành quyền hẹn hò với cô. Izumi thì cố kiềm chế nhưng Migi bảo đéo và đấm cho thanh niên kia một cú. Thanh niên kia cũng sợ quá mà cong đuôi chạy còn migi bảo cậu đi vệ sinh đi vì nín lâu quá không tốt đâu vừa đi vệ sinh cậu vừa nói chuyện với migi khiến thanh niên bên cạnh nghĩ cậu dị đến mức nói chuyện với thằng nhỏ iuko sau đó có cho izumi biết về việc án mạng gần đây xảy ra ở nhiều nơi trên thế giới và izumi dường như đã biết vấn đề là gì lúc về nhà migi cũng khẳng định án mạng gần đây đều là từ những ký sinh trùng khác vì như con chó lần trước chỉ ăn thịt những con chó khác thì ký sinh trùng lên người cũng sẽ ăn thịt con người cậu muốn làm gì đó để ngăn chúng trước khi chúng hại thêm người nhưng Migi không hiểu việc những ký sinh khác kiếm ăn thì có gì lạ, vì bản chất sinh tồn của mọi loài chỉ là kiếm ăn, nó chỉ quan tâm đến bản thân nó và không thích quan tâm đến thứ gì khác. Nhận thấy Izumi đang có dấu hiệu khinh thường về việc tư tưởng của nó chỉ như một con thú thì nó cảnh báo cậu, rằng nó tuy là không thể sống thiếu cậu, nhưng nó không cần cơ thể cậu phải lành lặn để có thể tồn tại. Cậu sau đó ra ngoài hóng gió và có một tên ký sinh đang trà trộn đã đánh hơi được cậu. Migi cảnh báo cậu về phía của tên ký sinh nên cậu đành quay đi như chưa biết gì. Cậu sau đó dụ hắn đi theo và dẫn hắn đến một nơi vắng vẻ, cậu đã hỏi Migi là nó có sẵn sàng giúp cậu chiến đấu với những ký sinh khác hay không. Vì cậu thật sự muốn bảo vệ loài người và nhất là những người cậu yêu quý, nhưng Migi chỉ bảo cậu là tên đó đang ở phía sau. Tên kia nhận thấy Migi vẫn chưa thể chiếm được đầu não của vật chủ nên hắn đã tự cắt tay để cho Migi sang sống chung một cơ thể với hắn. Hắn tự tin hai ký sinh trong cùng một cơ thể sẽ cực kỳ mạnh và nếu Migi còn do dự thì hắn sẽ giết Izumi, nhưng hắn vừa lao đến thì Migi đã chém nhỏ cơ thể hắn. Izumi nghĩ là Migi vừa cứu cậu nhưng nó chỉ cho rằng nó không chắc vụ đổi vật chủ là khả thi nên không muốn liều hôm sau Izumi đã đi chơi với Satomi như đã hẹn từ trước cả hai đi ăn bánh kem thì Satomi thấy Izumi cứ như đang gượng ép nhưng sau một hồi trò chuyện thì cả hai đã có thể vui cười với nhau lúc đi trên đường Satomi chia sẻ việc bố mẹ cô không thích việc cô ra ngoài lắm do mấy vụ án mạng gần đây lúc cả hai đi ngang qua sân chơi thì Izumi đã thấy ba thanh niên đang bắt nạt một con mèo cậu đã đến cứu con mèo và cảnh cáo ba thanh niên này thế là cả ba ném đá vào cậu nhưng cậu đã tóm lấy đá và dùng vẻ mặt đáng sợ để dọa chúng mối quan hệ của satomi và izumi cũng từng đây mà khăng khít hơn nhưng lúc nắm tay phải thì satomi đột nhiên thấy lạ nên đã chuyển sang nắm bên tay trái hôm sau vào lúc izumi đang ăn sáng thì mẹ lại thấy cậu lạ lạ có hôm thì ăn rõ nhiều còn có hôm thì ăn không hết bát cơm lúc đến trường cậu mãi suy nghĩ về việc chỉ mình cậu là người biết rõ về những vụ án mạng đang xảy ra lúc đi cùng satomi migi đột nhiên gọi cậu nên cậu đành để satomi đi trước nó cho biết là có một ký sinh đang ở gần đây, cậu theo định vị của Migi mà biết được con ký sinh đó đang ở trong trường. Cả trường sau đó bị thầy hiệu trưởng tập hợp lại ở hội trường và Izumi đã ngó nghiêng xung quanh thì Migi bảo cậu ngồi yên không bị đối phương phát hiện ra giờ. Thầy sau đó giới thiệu giáo viên mới là Tamiza, Migi ngay lập tức nhận ra cô ta chính là ký sinh trùng. Vừa lên bục thì cô ta đã ngay lập tức phát hiện ra Izumi và cậu cũng biết bản thân đã bị phát hiện ở giờ thể dục. Migi biết Tamiza tuy là ký sinh trùng nhưng vẫn giữ cuộc sống của chủ thể thay vì làm loạn cậu vẫn lo cô ta sẽ ăn thịt người nhưng Migi dám chắc cô ta sẽ giữ an toàn cho những ai có liên hệ với bản thân cô ta. Lúc ở lớp, Izumi lo lắng vì đang học tiết của Tamiza và Migi lúc này lại đang ngủ, nhưng Tamiza vẫn chỉ hành xử như một cô giáo bình thường. Có điều cuối tiết, cô ta lại gọi Izumi đến văn phòng để gặp. Ai nấy nghĩ cậu không học tử tế nên được cô giáo dạy kèm, cậu sau đó đến văn phòng và cô ta tin là cậu đã biết cô ta là gì. Cậu vẫn tỏ vẻ thận trọng với cô ta nên cô ta bảo cậu cứ thoải mái vì nếu cô cần cái mạng cậu thì giờ này đã xong rồi nếu cả hai mà đánh nhau thì sẽ có nhiều thiệt hại xảy ra nên cô ta không muốn gây ảnh hưởng đến xung quanh cô ta sau đó hẹn cậu ra ngoài gặp mặt thế là cuối buổi học cậu đã đến điểm hẹn trước migi cho biết lần này có đến hai ký sinh đang đến tamiza đã đưa đến một ký sinh trùng không tên cô và ký sinh này đã quan hệ với nhau và cô thắc mắc đứa trẻ được sinh ra sẽ là gì dám chắc thì nó vẫn sẽ là con người nhưng vấn đề ở chỗ là giờ cô ta đang kẹt trong một vòng xoáy là ăn con người và lại sinh sống như con người nhưng tên ký sinh vô danh kia thì mặc kệ cái vòng xoá đó nó chỉ ăn lúc nó đói và giết những ai cả đường. Còn Tamiza thì khác cô ta muốn Izumi cứ để yên cho cô ta sống vì cô ta không muốn từ bỏ cuộc sống yên ổn này. Nếu cậu không chiều theo mong muốn đó của cô ta thì crush của cậu đang học ở lớp cô sẽ gặp chuyện gì chắc cậu cũng tự biết. Hôm sau ở lớp, đột nhiên tên ký sinh vô danh hôm qua đến tấn công ngôi trường, tất nhiên Migi và Tamiza đều biết. Cô ta sau đó cho cả lớp nghỉ và rời đi, còn giáo viên trong trường thì đã phát giác ra kẻ xâm nhập. Các giáo viên bị tấn công thì đã phát thông báo cho học sinh chạy đi. Migi thấy Tamiza đã bỏ đi và chờ xem cả hai giao đấu với tên ký sinh kia học sinh sau đó đã được thầy giáo dẫn đi sơ tán họ đều thấy tên ký sinh kia và biết việc trường bị xâm nhập là thật chứ không phải diễn tập Migi bảo nó có kế hoạch đó là nó sẽ để mọi người ở đây làm bao cát để ngáng đường tên ký sinh kia nhưng hiển nhiên là Izumi sẽ không chấp nhận điều đó cậu đã sai khi tin vào kế hoạch của nó cậu sau đó đã chủ động rời nhóm để tách khỏi lớp Satomi đã níu tay cậu lại nhưng cậu đã bảo cô tránh xa cậu một lúc Migi vẫn cho rằng việc hy sinh người khác để bảo vệ bản thân là cách sinh tồn của động vật cậu sau đó đã lấy bàn sắp lại xung quanh để thay bức tường thịt mà Migi đề ra trước đó Migi cho cậu biết giữa cả hai và tên ký sinh kia có một sự khác biệt đó là hắn chỉ là một cá thể còn cậu với nó là hai nó có thể đánh ngang cơ được với tên ký sinh kia nhưng cậu có ý thức riêng nên nếu cậu giúp nó chiến đấu thì cả hai sẽ có lợi thế Izumi không biết cách này có thành công hay không nhưng Migi cho rằng phải thử mới biết được đột nhiên Migi cảm nhận được hắn đang ở gần và ở ngay bên dưới họ hắn sau đó đã leo cửa sổ lên và cho rằng izumi vừa tự chặn lối thoát của cậu migi chỉ được mỗi cái tay còn cái cơ thể kia thì hoàn toàn yếu đuối vô dụng cậu biết hắn đang cố khiến cậu bối rối lúc migi và tên ký sinh đang chiến đấu thì izumi cố giữ bình tĩnh để tìm sơ hở tấn công nhưng hai con ký sinh quá nhanh nên cậu chẳng thể nhìn ra được sơ hở nào vì trước đó migi đã nói là nó sẽ cố phòng thủ còn cậu mới là người tấn công vì tên ký sinh kia đánh giá con người rất thấp nên hắn sẽ chỉ đề phòng với migi còn cậu thì không Cậu sau đó đã mạnh dạn tiến lên và tin vào khả năng phòng thủ của Migi. Cậu đã nhanh tay rút cái chân bàn và đâm vào bụng hắn, hắn bị sốc khi bị đâm trúng. Máu thì cứ chảy nên hắn đã chạy đi và tìm cách cầm máu. Máu chảy ra đã quá nhiều nên Migi muốn đuổi theo để dứt điểm hẳn, nhưng Izumi sợ giết người nên thôi, dù Migi cho rằng hắn không còn là người nữa. Hắn đã dự định đến nhập chung một vật chủ với Tamiza, nhưng khi tìm đến thì cô ta đã sắp xếp bình ga ở đây và trốn đi để hắn bị nổ chết. Vụ việc vừa rồi đã lên báo và người ta đều không biết gì về sự tồn tại của ký sinh trùng vài ngày sau trường lại tiếp tục hoạt động và học sinh lại có thể tiếp tục đi học tamiza vẫn tiếp tục đi dạy nhưng tamiza lúc này đã để lộ việc bản thân có thai nên các thầy giáo đã thắc mắc về việc cô ta không có chồng mà lại có con khiến cô ta bắt đầu chán nản với cuộc sống phiền phức này nên cô ta quyết định bỏ không làm người nữa cô ta sau đó gặp lại izumi và cho biết giờ cô ta sẽ bắt đầu đồ sắt chứ không giữ mình nữa cậu cố thuyết phục cô ta về việc migi chỉ cần sống dựa vào dinh dưỡng từ cậu nên cô ta vẫn có thể sống mà không ăn thịt con người nhưng cô ta đã lấy ra quan điểm rằng mọi loài vật đều sinh sống và hoạt động dựa trên một bản năng mách bảo chúng, nên cô ta cũng vậy. Bản năng mách bảo cô ta hãy ăn con người nên cô ta sẽ làm vậy. Cậu đã hỏi cô ta tính làm gì với đứa con trong người thì cô ta dự định sẽ sinh nó ra và rồi thử nghiệm lên nó. Nếu vô dụng thì cô ta sẽ ăn luôn. Izumi rất tức khiến cô ta thấy bất an mà đòi xử cậu. Hai bên đã lộ rõ sát khí nhưng đột nhiên cô ta nói cậu không còn thuần chủng nữa nên bỏ qua cậu luôn. Tối đó, mẹ của Tami ra thật đã tìm đến vì lo cho con gái. Nhưng khi bước vào trong thì cô ta bảo là cần ra ngoài một lúc, nhưng bà đã ngay lập tức nhận ra cô ta không phải con gái mình mà định gọi cảnh sát. Cô ta buộc phải ra tay với bà và tự hỏi bằng cách nào mà bà có thể nhận ra được cô ta. Sáng hôm sau, Izumi bị sốc khi cánh tay phải đột nhiên bị tách rời khỏi cậu. Migi đã quay lại ngay lúc mẹ cậu lên buộc cậu phải lừa mẹ là bản thân hết vì gặp ác mộng. Cậu thắc mắc Migi vừa làm gì thì nó chỉ đang thử tách khỏi cơ thể cậu để hành động độc lập. Nhưng cách này chỉ dùng được 3 phút và có vẻ chỉ mình nó mới làm được như này còn những cá thể ký sinh vào não thì không bởi tách đầu ra thì cúc luôn chứ hoạt động gì nữa hôm đó bố mẹ izumi thông báo là họ sẽ đi về quê với nhau một thời gian nhưng cậu lo lắng bố mẹ sẽ gặp nguy với ký sinh trùng nên đã phản đối bố mẹ hỏi cậu có gặp vấn đề rắc rối gì gần đây hay không nếu thực sự có thì bố mẹ sẵn sàng hủy để ở cạnh cậu cho yên tâm nhưng cậu đã lảng tránh mà đi học trước cậu biết bản thân không được phép nói vấn đề của cậu cho bố mẹ vì mi ghi cần cơ thể cậu để sống còn bố mẹ cậu thì không nếu họ biết về Migi thì nó sẽ trừ khử họ ngay vì nó không có tình cảm. Bố mẹ thì dám chắc là cậu đang có vấn đề gì đó, nhưng họ sẽ không cố xen vào chuyện của cậu vì cậu không phải dạng nổi loạn như những đứa khác. Bố nghĩ là Izumi có thể vẫn còn thấy có lỗi với mẹ vì việc năm xưa. Ngày trước, lúc Izumi cần chiếc đĩa nhôm để làm thí nghiệm thì mẹ đã bảo cậu lấy trên nóc tủ. Cậu đã lấy và bị té đập đầu vào tủ bếp, nồi dầu nóng suýt rơi trúng đầu cậu thì mẹ đã đưa tay ra đỡ lấy. Dù mẹ bị bỏng nhưng bà vẫn lo cho cậu trước rồi mới nhận thức ra việc bản thân bị bỏng. Tối đó Migi đã tìm hiểu về súng để biến ra thử nó cho rằng nếu cậu lo cho bố mẹ thì nên khuyên họ chuyển về vùng nông thôn vì khá ít người ở đó đột nhiên mẹ cậu đi vào bất thình lình để gọi cậu xuống ăn tối cậu gắt gỏng nói mẹ sau có vào thì gõ cửa khiến mẹ cậu có chút buồn cậu sau đó xuống dưới và nói bố mẹ là họ nếu có đi với nhau về quê thì cậu sẽ ủng hộ mẹ cậu đã phải hỏi thẳng là cậu đang gặp vấn đề gì vì cậu đột nhiên quay ngoắt từ phản đối sang ủng hộ như vậy mẹ cậu thấy cậu cứ như không còn là izumi mà họ biết cậu vẫn phải giữ bí mật về migi nên đành bảo là hồi sáng cậu đã sợ cô đơn nếu bố mẹ đi nhưng rồi cậu nhớ ra là cậu vẫn còn bạn bè nên họ cứ dành thời gian cho nhau và nếu cậu có cô đơn thì sẽ mời bạn bè đến nhà nghe vậy thì bố mẹ mới yên tâm và quyết định dành thời gian cho nhau sáng hôm sau bố mẹ đã lên đường về quê mẹ cậu vẫn còn nhớ vết bỏng khiến cậu thấy hơi chạnh lòng trong lúc đó tamiza đã theo dõi mục tiêu nào đó trong lúc đó có một con ký sinh đã đi cùng xe với một người đàn ông và đột nhiên gặp tai nạn con ký sinh biết cơ thể của nó sắp chết nên quyết định qua hốt cơ thể của người đàn ông này. Hôm sau, Izumi dậy muộn vì Migi không đánh thức cậu đúng giờ. Lý do nó không gọi là vì nó cho rằng cậu ngủ chưa đủ giấc. Vừa đi, Izumi vừa nghĩ đến lời mà Tamiza đã nói về cậu, rằng cậu đã thay đổi và không còn là người nguyên vẹn nữa, giải thích cơ bản theo lời Migi rằng, cơ thể cậu từ khi tiếp nhận Migi như một phần của bản thân thì cậu đã có một vài suy nghĩ khác với con người bình thường. Cậu hơi lo nên hỏi nó là ngoài cái tay ra thì cơ thể cậu vẫn bình thường đúng không? nhưng nó chẳng nói gì thêm mà đi ngủ. Izumi nghi ngờ có khi bản thân thay đổi thật vì cả Satomi lẫn mẹ cậu đều nhận ra sự thay đổi đó. đang đi trên đường thì cậu gặp thanh niên đã gây sự với cậu lần trước. thanh niên này là Magai và đang bị một đám hội đồng. cậu đã xen vào thì bị tên mập cho một đấm. chúng muốn cậu biết điều thì biến đi cho lẹ. nhưng Migi từng đề cập với cậu về thứ khác nhau giữa nó và con người là lòng chắc ẩn. vì muốn giữ lòng chắc ẩn cho bản thân nên cậu đã ở lại và rồi bị đấm cho một trận. nhưng cô gái tên Kana trong đám này đã bảo chúng tha cho cậu. Cô ta đến nhìn vào mắt cậu thì đột nhiên giật mình mà hỏi cậu là thứ gì. Magai cũng thấy cậu quả là ngốc khi ăn đòn vì cậu ta, lúc đến trường, hai cô bạn đều thắc mắc lý do cậu bị thương thì cậu lại giấu, nhưng nhóm bạn của Magai đã tìm đến để cảm ơn cậu và họ quyết phải làm gì đó. Chiều đến lúc ra về, Kana lại đến gặp Izumi nhưng cậu đã lờ cô ta mà né đi, và chỉ một lúc sau, tên áo đỏ đã sai người bắt Satomi đi buộc Izumi phải bám theo. Hắn cho cậu rời đi và để Satomi ở lại, nhưng cậu vẫn đứng lại đánh hắn đã cho cậu một trận và Migi cũng đã phải thức dậy để cho cậu biết cậu hoàn toàn không đủ sức để đánh trận này. Nhưng cậu mặc kệ mà vẫn cố đánh, cậu yêu cầu Migi trả quyền kiểm soát tay cho cậu. Nhưng nó đã sẵn sàng để đánh trả buộc cậu phải cố giấu tay đi. Đúng lúc này thì Kana đã mang cả hội bạn của Magai đến để trợ giúp Izumi, bên Magai đông hơn là rõ nên tự biết bên nào thắng. Còn con ký sinh kia lúc này thấy không thích nghi được với cơ thể của đàn ông nên cố để tìm một cơ thể khác để đổi chủ. Còn Satomi lúc này thấy có lỗi với Izumi nên đã đưa cậu về tận nhà, cậu đã hỏi cô rằng cậu thật sự khác người ở điểm nào. Cô cho rằng cậu khác người ở độ ngầu, vì cậu tốt bụng và dù biết không thể thắng thì cậu vẫn sẵn sàng bảo vệ cô. Cậu sau đó đã rủ cô ở lại nhà thì cô xin phép về. Lúc tạm biệt Satomi, Migi thấy hơi tiếc vì cứ nghĩ là có thể được thấy cảnh ấy ấy của con người. Đột nhiên Kana thắc mắc là cậu đang nói chuyện với ai. Cô ta đến để xin lỗi và lúc bắt tay thì cô ta cảm nhận được gì đó nên cậu đành vào nhà trước. Migi cho biết cậu nên tránh xa Kana vì cô ta có vẻ cảm nhận được sóng não của Migi. Trong lúc đó, bố mẹ của izumi đang ngắm biển thì mẹ cậu đã bị một con ký sinh nhắm vào và phập tối đó izumi vừa ăn mì xong thì migi cho rằng cậu ăn uống chẳng lành mạnh và mẹ cậu nấu còn ngon hơn nên cậu bảo nó ráng đợi đến mai là mẹ về đột nhiên bố cậu gọi đến báo là sẽ đến đồn cảnh sát để bắt con quái vật đó trả giá khi đã ra tay với mẹ cậu đến tận sáng thì cậu vẫn chưa nhận được thông tin gì từ bố cậu nhận ra mẹ cậu đã gặp chuyện và trách migi vì đã đề xuất cho mẹ cậu đi thứ nhất nó chỉ bảo rằng để bố mẹ cậu đi thì khả năng an toàn cao hơn và thứ hai nó cảm nhận được là đang có một con ký sinh đang hướng đến đây cậu đã lấy dao và đến chờ nó trước cửa nó tự mở cửa đi vào và sốc hơn khi đó chính là mẹ cậu nó hỏi bố cậu đã về đến đây hay chưa thì nhận ra là có vẻ chưa izumi thì vẫn quá sốc mà không chịu chấp nhận hiện thực rằng mẹ cậu đã bị ký sinh trùng chiếm mất đầu cậu nghĩ mẹ cậu chỉ đang đùa và cho rằng bản thân nên nói sự thật cho mẹ về cái tay này migi cố bảo cậu tỉnh ngộ và cất con dao ra để nó chiến đấu nhưng cậu dọa cắt tay khiến con ký sinh bên kia thấy migi quá thảm hại nên đã ngay lập tức đâm cho izumi một nhát cậu đã gục xuống còn con ký sinh kia biết nó đã đâm vào tim izumi nên migi cũng sẽ sớm chết đi con ký sinh vừa đi thì migi đã quyết định làm liều nó sẽ thay thế quả tim của izumi và cứu sống cậu nó đã giúp izumi có thể tuần hoàn trở lại và đẩy nhanh quá trình hồi phục của cậu đồng thời nó cũng sẽ sớm quay về tay phải của cậu thông qua quá trình tuần hoàn những ngày sau đó hai cô bạn khá lo vì izumi không đến trường họ dự định qua thăm cậu còn izumi lúc này vẫn chưa hoàn toàn hồi phục migi buộc phải chăm sóc cậu suốt ngày suốt đêm và rồi cậu cũng đã tỉnh lại và nhận ra bản thân đã không cần đến kính nữa vết thương cũng đã đóng miệng và bệnh viện đột nhiên gọi đến thông báo là bố cậu vẫn còn sống cậu ngay lập tức lên đồ để đến gặp bố vừa ra đến cửa thì cậu gặp satomi và chỉ nói với cô là bố cậu gặp tai nạn nên cậu phải đến viện thăm cậu hứa là sẽ trở về sau vài ngày và rời đi lúc lên thuyền để đến bệnh viện cậu không biết bằng cách nào mà con ký sinh có thể biết địa chỉ nhà cậu nhưng cậu tin là nó sẽ sớm biết về bệnh viện bố cậu đang điều trị nên cậu phải đi gấp tình cờ thì ngồi gần cậu có một cô gái biết địa chỉ của bệnh viện mà bố cậu đang điều trị trong lúc đó bố cậu đang trình báo với cảnh sát thì họ cho biết rằng vợ ông vẫn còn sống do người ta thấy vợ ông đã về khách sạn để ở lại một đêm rồi mới trở về bác sĩ cho rằng do ông bị va đập vào đầu nên đã nhầm giữa đời thực và ác mộng nhưng ông biết chuyện gì đã xảy ra izumi sau đó đã đến bệnh viện và gặp lại bố cậu biết ông đã thấy mẹ bị giết bởi một con quái vật nhưng ông đã lấy lời mà bác sĩ nói để bao biện với cậu vì ông không muốn cậu biết là mẹ cậu đã chết cậu hiểu điều đó nên cũng không ép ông phải nói ra. Bởi dẫu sao cậu cũng đã biết sự thật, cậu dự định sẽ ở lại đây với bố vài ngày nên ông bảo cậu sang khách sạn gần đây mà nghỉ. Cậu đã đi hỏi tiếp tân và biết khách sạn chỉ cách đây 300 mét. Vừa đủ tầm để Migi phát hiện kẻ thù, dù ghét phải thừa nhận nhưng bây giờ cậu chỉ biết phụ thuộc hoàn toàn vào Migi. Cậu đến khách sạn và tình cờ khi cô bé đã giúp cậu lại là con của chủ khách sạn này. Cậu dự định sẽ cho cha biết sự thật sau khi cậu trả thù được cho mẹ. Cậu sau đó cũng nghe được tiếng của cô bé kia đi lên gọi cậu xuống ăn tối. Và cậu nhận ra giác quan của cậu giờ đã nhạy bén hơn. Đêm đó, Migi cho biết việc rằng nó đã thay đổi, rằng việc nó tách khỏi tay cậu một thời gian dài để cứu lấy Tim thì đã khiến nó thay đổi. Trước đây mỗi lúc nó ngủ thì nó vẫn có thể cảm nhận được kẻ thù mà tỉnh lại, nhưng giờ đây, cứ mỗi khi thức được 4 tiếng thì nó lại phải ngủ, và khi ngủ thì mọi khả năng gần như biến mất, tất nhiên là khả năng cảm nhận kẻ thù cũng vậy. Sáng hôm sau, cậu đã tươi tỉnh hơn hẳn. Cậu đã mang báo đến cho bố và rồi ngồi canh ngoài cổng bệnh viện. Cậu biết bản thân phải tự canh chừng lúc Ghi ngủ đột nhiên cô bé ở khách sạn đi ngang qua cô bé là maki và quyết định ngồi lại hỏi thăm cậu vài câu đột nhiên mi ghi cảm nhận được ký sinh trùng nên đã chỉ cậu hướng đến tìm cậu đã chạy thẳng thì maki đã đuổi theo vì muốn nói với cậu vài thứ về con đê cậu đã chạy thẳng đến và kẹt ở con đê thì maki chạy đến bảo là cậu cần đi đường vòng để qua được đê nhưng cậu chỉ nhảy một cái đã lên được trên con đê và lao đến hướng con ký sinh nhưng cậu chỉ gặp một anh trai có vẻ như vẫn là người mi ghi nhận thấy người này có ký sinh nhưng não thì vẫn còn cái miệng đột nhiên biến thành ký sinh và giành nói có vẻ như anh trai này cũng giống izumi rằng cơ thể có một nửa người nửa ký sinh anh ta cho biết trước đây lúc vợ anh ta bỏ anh ta mà đi thì anh ta đã dự định đi chết nhưng rồi bản thân lại không có gan đột nhiên con ký sinh lao đến nhắm vào cổ anh ta khiến anh ta loạn choạng mà rơi xuống biển con ký sinh cho biết lúc nó định nhắm vào não thì nhận ra anh ta sắp chết nên đành từ bỏ mà chỉ nhập vào miệng rồi kéo dài miệng lên trên mặt nước để giữ anh ta sống sót anh ta giới thiệu bản thân là uda còn con này thì vẫn là ký sinh Cả hai quyết định đi đến bệnh viện để vừa tâm sự vừa canh chừng luôn. Sau khi nghe vấn đề của cậu thì Uda quyết định sẽ giúp cậu khoản canh chừng lúc Migi ngủ, cậu cũng mừng vì đã gặp được một đồng minh đáng tin cậy. Tối đó, Migi đã cảnh báo cho Izumi biết về một việc. Đầu tiên là về cơ chế phân bào của nó. Nó có thể phân ra những mảnh nhỏ hơn nhưng các mảnh này khi bị phân ra quá nhiều thì sẽ mất đi trí tuệ và để lý giải cho việc cậu giờ đây có thể trạng cực khỏe thì là vì lúc nó chia cơ thể ra để cứu quả tim của cậu thì những phần đó đã phân đi quá nhỏ ra khắp khiến nó không còn kiểm soát được những phân bào nữa nên nó hơi lo là nếu phân bào đến được não thì cậu sẽ dần không còn là con người nữa dấu hiệu đầu tiên mà cậu đã gặp là việc cậu không thể khóc được nữa cậu gặp lại maki và cô có vẻ thích cậu cô thấy cậu cứ sầu não như đang khóc trong lòng nhưng cậu không thể chia sẻ khiến cô dỗi mà bỏ đi học đột nhiên uda gọi đến báo là anh ta đã phát hiện con ký sinh mà cậu cần tìm cậu đã bảo anh ta chạy đi vì chắc chắn anh ta đành không lại anh ta đã chạy vào rừng và izumi cũng đã chạy theo hướng nó migi đã cảm nhận được uda chứng tỏ cả hai đã rất gần nhưng migi đã đến giờ đi ngủ nên giờ nó cho cậu hai lựa chọn một là bỏ mặc uda mà chạy hai là chiến đấu và nó sẽ để lại cho cậu vũ khí trước khi ngủ nó đã biến thành một lưỡi dao lớn rồi ngủ còn uda đã bị dồn vào đường cùng và phải chiến đấu nhưng ký sinh của anh ta ở miệng khiến việc nó chiến đấu thì uda sẽ bị khó thở nên con ký sinh cũng yếu đi uda bị con ký sinh kia đâm một nhát vào sát tim và ngã xuống nhưng izumi cũng đã đến đây con ký sinh bất ngờ vì cậu còn sống như nó nhận ra migi đã ngủ nên tự tin cậu sẽ chẳng làm được gì nhưng tốc độ của cậu đã giúp cậu né được và nhìn ra được tốc độ của con ký sinh kia cậu nhảy ra sau và phát hiện uda bị thương cậu sẽ cố giữ anh ta còn sống và bắt đầu tiến đến con ký sinh mà tấn công cậu tấn công chúng nó và biết bản thân có khả năng chiến thắng khi cậu đã có cơ hội xử lý thì vết sẹo trên tay mẹ cậu đã khiến cậu do dự mà dính đòn nhưng nó ngay lập tức bị đánh lén mà đứt khỏi cơ thể vật chủ uda vẫn còn sống và chính ký sinh của anh đã ra tay thay cậu anh ta biết cậu không thể ra tay nên đã làm thay cậu. Ký sinh của Uda đã di rời những bộ phận quan trọng trước khi anh dính đòn nên mới còn sống. Izumi giờ đã có thể cùng bố trở về. Mà khi hỏi cậu có quay lại đây hay không thì cậu nghĩ là sau này thì có thể nên cô đã quyết định sẽ chờ cậu. Cậu chiều hôm đó đã hỏi bố là mẹ có thấy đau đớn hay không thì ông cho biết là nó xảy ra quá nhanh và khóc. Ông sau đó thấy Izumi đã ngủ. Và ngày hôm sau, Kana và Satomi đều cảm nhận được Izumi đã trở về. Trong thời gian đó, Tamiza vẫn đang mang thai và cô ta đã nhờ một tên ký sinh trùng có vật chủ ở tuổi thiếu niên đi giám sát izumi vì cậu có thể đem lại thông tin hữu ích cho giống loài ký sinh trùng này thanh niên áo đỏ lúc này đã gặp lại kana và thấy cô có vẻ đang để ý đến izumi và không còn quan tâm đến hắn ta thế là hôm đó thanh niên lại đến cổng trường và bị nhóm magai bắt gặp nhưng thanh niên chủ đích đến đây là tìm izumi cả hai lại hẹn nhau ra chỗ cũ và thanh niên vào thẳng vấn đề là izumi đang cưa cẩm kana của hắn hay gì nhưng cậu và kana còn chẳng gặp nhau cả một thời gian dài thanh niên méo tin và đòi gây sự thì izumi giờ đã khác trước cậu né mọi đòn của thanh niên kia cậu ta cố làm gì thì cũng chẳng thể chạm nổi vào người izumi izumi thậm chí còn chẳng muốn đánh trả mà rời đi cùng satomi vừa đúng lúc chạy đến satomi nhận thấy izumi đã thật sự thay đổi khác với trước đây và tự hỏi cậu có còn là izumi mà cô biết nữa hay không quả thực thì cậu vẫn đang tự hỏi bản thân điều đó nhưng giờ thì cậu vẫn là izumi mà cô quen kana ngồi sân ga thì cảm nhận được izumi đang đến gần và không biết tại sao bản thân lại có được khả năng này lúc về nhà Izumi thấy bố cậu vẫn cứ làm bạn với rượu suốt ngày. Cậu nhận thấy bản thân nên thuê người giúp việc. Đêm đó, cậu thú nhận với Migi là bản thân chẳng thể khóc được nữa và bản thân cậu thấy dường như cậu đã mất một thứ gì đó quan trọng. Sáng hôm sau, lúc đi học cùng Satomi thì cậu nghe thấy tiếng cầu cứu. Cậu đã lần theo và thấy một con chó sắp chết. Thế là cậu đưa nó đến một sân chơi và ngồi chờ những giây phút cuối cùng của nó. Satomi đã nói ra việc cô nghĩ cậu thay đổi là vì trước đây cậu rất nhút nhát nhưng lại tình cảm. Còn giờ thì lạnh lùng hơn, nhưng có vẻ cô đã sai cho đến khi cô thấy cậu vứt xác con chó vào thùng rác và gọi nó là một tảng thịt hình con chó thì cô đã rút lại câu vừa rồi. Cậu đã thật sự thay đổi, cậu đã hỏi Migi xem cậu đã thay đổi kiểu gì thì nó cho biết cậu đang dần trở nên giống Migi hơn. Và cũng từ tảng thịt hình con chó kia sẽ là điều mà nó nói chứ không phải cậu. Cậu sau đó đã chôn con chó dưới một gốc cây và thấy đáng ra bản thân nên làm việc này ngay từ đầu. Sau đó ở trường, Satomi đã cố tình lảng tránh cậu nên cậu đành để cho cô thời gian riêng tư. Migi phát hiện có ký sinh đang tìm cả hai nhưng không có ý định thù địch mà chỉ có biểu hiện tiếp cận như Tami ra trước đây nên cả hai đã quyết định đi gặp kẻ đó. Cả ba gặp nhau tại cầu thang và con ký sinh kia cho biết bản thân là Hide và đến đây để làm bạn với Izumi và Migi. Nó đã nhờ Izumi chỉ cho nó lớp mà nó phải đến và cậu nhận ra đó là lớp của Satomi. Ở giờ thể dục, cậu đã đưa Hide ra một góc để hỏi mục đích của nó là gì. Nó nói thẳng là nó không hại cậu hay mọi người ở đây mà đang muốn thử ăn uống và sinh sống như con người. Migi không chắc điều Hide nói là thật hay không nên chỉ tạm tin một nửa số đó và bảo Izumi rời đi lý do Migi hành động như vậy là vì nó sắp đến giờ ngủ nên phải chọn thỏa hiệp để tránh xung đột và để lộ điểm yếu này Izumi vẫn biết là bản thân không tin được Hide cậu tỏ rõ sự thù địch ra mặt và đen thay khi Satomi lại thấy được khuôn mặt đó của cậu mà chạy đi lúc ra về kana đã dùng khả năng cảm nhận để cảm nhận Izumi nhưng cô lại nhầm cảm nhận đó với Hide khiến thanh niên thắc mắc là cậu ta giống Izumi ở điểm gì mà cô có thể nhầm bị kéo đi buộc Izumi phải đến đuổi Hide tránh xa khỏi Kana. Cậu cảnh cáo hắn là cậu sẽ không nương tay nếu hắn động đến người quen của cậu. Kana sau đó để ý thấy Satomi ở sau nên đã ngỏ lời mời Izumi đưa cô đến sân ga giúp. Satomi nghĩ cậu quen cô khác thì liền chạy đi. Kana sau đó đã nói ra khả năng cảm nhận của bản thân cho Izumi nghe và cậu dặn cô là nên tránh xa những người cho cô cảm nhận đó, vì cả cậu lẫn những kẻ cô cảm nhận được đều rất nguy hiểm. Tối đó, Hide đã đổi khuôn mặt thành một gã đẹp trai để đi dụ gái. Còn Izumi thì thấy bố cậu vẫn đâm đầu vào rượu. Ông thắc mắc là từ khi nào mà cậu lại mạnh mẽ đến vậy. Và trong lúc đó, Hide đã làm thịt cô gái mà hắn vừa mới dụ được. Hôm sau, lúc Kana đi trên đường thì phát hiện bản thân bị Hide bám theo. Nhưng thanh niên áo đỏ đã đứng ra bảo vệ cô. Kana cố cản thanh niên đánh nhau nhưng thanh niên này vẫn cố chấp kéo Hide vào nhà vệ sinh gần đó. Cô bạn yêu cô đã thích thầm Hide đã đến xem. Thanh niên áo đỏ trong kia đã bị đập cho bất tỉnh và bị Hide đe dọa là nếu còn gây sự lần nữa thì đừng trách. Yuko thấy Hide đi ra thì chỉ nghĩ là Hide quá ngầu. Izumi lúc này nhớ về lúc bản thân và Satomi gặp nhau lần đầu trước bảng kết quả thi, cô đã hy vọng cả hai học chung lớp. Giờ Izumi đứng nơi đây nhưng chỉ nhận được sự lảng tránh của Satomi. Hide lại nhận thấy tín hiệu từ Migi yếu đi. Hide biết Migi đang ngủ nhưng nếu hắn tỏa ra chút sắc khí thì liệu Migi có thức dậy. Nhưng dù hắn đã làm thì Izumi vẫn chẳng biết gì mà quay đi. Izumi lúc này về nhà thì thấy bố cậu đang ngồi cùng cảnh sát bàn việc gì đó. Cậu không muốn làm phiền nên rời đi trước và bố cậu cùng cảnh sát lúc này đã phát thảo lại được sinh vật mà ông thấy. Lý do cảnh sát chịu tin ông là vì gần đây tin đồn về những sinh vật này đã xuất hiện khá nhiều, Tamiza lúc này đã ở cùng một người đàn ông. Ông ta cho Tamiza biết rằng con người là độc tố đối với thế giới này và họ cần loại bỏ những độc tố đó. Tối đó, bố đã quyết định sẽ cho Izumi biết sự thật. Cả hai chỉ nói và cúi đầu, và đây là lần đầu bố chịu thừa nhận với cậu rằng mẹ cậu đã mất. Trong lúc đó, Yuko về nhà thì thấy bức phảo thảo ký sinh của anh trai cũng trong vụ điều tra. Cô đã cho anh trai xem về bức phác thảo của Hide và được anh trai khen ngợi. Sáng hôm sau, Yuko thấy Hide đang đứng chờ ai đó thì đột nhiên bị quả bóng chảy bay vào đầu. Đầu nó đã bị lõm một vết rõ to nhưng sau khi nó đưa tay che thì vết lõm đã mất nên Yuko nhận ra ngay Hide có một khuôn mặt giả. Izumi quyết định hôm nay phải làm hòa với Satomi. Nhưng cậu vừa mở lời thì Migi đã cảnh báo cho cậu biết là Hide đang tỏa ra sát khí và sát khí đó nhằm vào thanh niên áo đỏ kia. Thanh niên lại chán sống mà đưa đồng bọn đến để hội đồng một con quái vật. Migi biết chắc chắn Hide sẽ tàn sát cả đám kia nên cậu đành cất lại vụ làm hòa để chạy đi cứu người. Hide lúc này bị quay nhưng hắn muốn đám kia có lên thì lên một lượt để hắn xử trước khi Izumi đến đây. Nhưng Izumi đã nhảy qua bức tường phía sau để đi vào khiến Hide cũng bất ngờ. Hide muốn Izumi bình tĩnh vì hắn mới là nạn nhân. Nhưng Izumi sẽ xử lý đám này thay Hide, đám kia nghĩ cậu lại tính làm anh hùng một lần nữa nhưng cậu làm việc này không phải để cứu Hide mà là để cứu chúng. Cậu đã gọi tên đầu sỏ ra mặt và hắn vừa tung đấm thì bị cậu chặn lại nhìn thấy vẻ mặt đáng sợ của cậu khiến hắn toát mồ hôi mà gọi đàn em rút về cậu sau đó trở lại gặp satomi vì cô đang giữ cặp để chờ cậu về cậu đã định nhân cơ hội làm hòa thì hide xuất hiện sau kia khiến izumi phải đề cao cảnh giác cậu đuổi hắn đi và cho satomi biết hide ngoài mặt có vẻ hiền nhưng đừng để vẻ đó đánh lừa thật ra cậu nói nặng lời hơn khiến satomi nhận ra cậu đã thật sự thay đổi cậu không còn là izumi mà cô biết nữa vì cậu không thể nói ra lý do nên cả hai có thể xem là đã chấm dứt ở đây Migi cho biết cậu giờ đây đã bớt đặt nặng cảm xúc mà suy nghĩ logic hơn nên chẳng lạ khi người khác thấy cậu thay đổi quá nhiều. Trong lúc đó, Yuko đã đi theo Hide và phát hiện hắn thay đổi khuôn mặt. Cô nghi ngờ hắn chính là con quái vật mà anh cô điều tra nên đã về hỏi thử anh trai về vụ anh điều tra. Rằng con quái vật mà anh cô điều tra có thật sự biết thay đổi khuôn mặt hay không thì anh cô khẳng định là có. Đêm đó, Yuko không chắc là có nên công khai việc cô biết hay không, nhưng rồi cô nghĩ là bản thân nên nói điều đó ra với Hide và hy vọng hắn sẽ thỏa hiệp với cô về việc không hại người. Hôm sau, cả hai hẹn nhau ở trong một lớp học cũ và Yuko đã hỏi thẳng hắn về việc hắn có phải con quái vật ăn thịt người hay không. Hắn biết bản thân đã bị lộ nên hỏi cô đã tiết lộ điều này cho ai hay chưa. Izumi ngồi trong lớp thì Migi đã nhận ra sát khí nên Izumi đã ngay lập tức đứng dậy, cậu quyết định đi khỏi lớp còn Yuko thì đã đề phòng tình huống xấu ngay từ đầu mà ném chai axit vào hắn, bị axit tạt trúng phần ký sinh khiến hắn đau đớn. Yuko đã trèo ra ngoài cửa sổ thì con ký sinh lao ra khiến cô rơi xuống. May mắn được cây cản bớt lực rơi nên cô không bị thương nghiêm trọng. Những học sinh học thể dục ngoài kia thấy gì đó trên phòng nên đã lên xem thử. Mihi lúc này cho biết Hide đột nhiên có suy nghĩ đứt đoạn như đang bị gì đó. Hai học viên kia đã báo lại cho thầy và thầy cũng sẽ lên xem thử. Hide lúc này đang cố đi kiếm ai đó để khôi phục khuôn mặt. Thầy giáo và hai thanh niên chạm mặt Hide đã rất đen đủi khi bị hắn chia ra làm hai. Thầy giáo khác phát hiện thì đã ngay lập tức cho cả trường sơ tán, cả trường lúc này vẫn nghĩ đây là trò đùa như vụ lần trước nên cứ nhở nhơ. Còn Izumi lúc này nghe việc Hide đang ở lớp của Satomi Đột nhiên học sinh lớp đó chạy ra khiến cậu lo lắng cho Satomi nên đã chạy đi xem và thấy nhiều người đã bị giết ở đây. Cậu hoảng loạn mà hét lên buộc Migi phải cố để chấn tĩnh cậu. Cậu sau đó đã lắng nghe và biết có ba người ở gần đây. Cậu đã chạy đến và gặp lại Satomi vẫn an toàn cùng hai thanh niên ở đây. Cậu sau đó đã gọi cả ba đi theo cậu ra ngoài. Nhưng hai thanh niên kia thấy cậu đến từ hướng những người đã chết thì hỏi cậu có phải con người hay không. Bản chất thú trong cậu bị đánh thức khiến hai thanh niên sợ mà chạy ngu về phía Hide và tỏi. Cậu đã phải bế Satomi đến một phòng học gần đó. Giây phút Hide sắp bước vào thì cậu đã nhảy xuống khỏi cửa sổ và đưa Satomi đến nơi an toàn. Cậu biết Satomi đang hoảng loạn, sau khi giao cô cho bên y tế thì cậu đã rời đi để làm nốt phần việc còn lại. Nhưng Migi nghĩ là nên để cảnh sát xử lý nốt. Có điều cảnh sát cũng chịu thua Hide do không thể phá hủy đầu hay tim của nó. Thế là Migi đã chỉ cậu ném đá từ khoảng cách xa vì Hide đang đi lên sân thượng. Cậu đã đến một nóc nhà cách xa khoảng cách do tìm của Hide và trao hòn đá cho Migi. Nó đã ném một cú thẳng vào tim của Hide lúc hắn lên sân thượng và rồi kết thúc hắn. Cảnh sát sau đó chỉ việc dọn dẹp và theo thống kê thì đã có 17 người chết, nhưng cảnh sát vẫn che giấu sự thật về ký sinh trùng. Izumi không hiểu thì Migi đã cho cậu biết nếu cảnh sát tung ra sự thật thì sao, người dân sẽ chỉ hoảng loạn hơn và rồi họ tính tìm cách nào để bắt những ký sinh trùng. Izumi đề xuất việc hợp tác với cảnh sát thì Migi bảo éo vì nó không muốn làm đồng minh của con người. Có thể nó không có cảm xúc nhưng nếu cậu đặt bản thân vào vị trí của nó thì cậu có sẵn sàng bắt tay với một chủng tộc khác để giết đồng loại của mình hay không? Nhưng chính phủ lúc này đã quyết định công bố với người dân về loài ký sinh này, do họ đã phát hiện ra đặc điểm quan trọng của lũ ký sinh thông qua cái xác của Hide. Mấy ông còn nhớ việc Migi đã nói là nó có thể phân bào nhỏ ra chứ? Ông tiến sĩ này đã cho ta biết cách phân biệt lũ ký sinh thông qua cách phân bào đó. Cụ thể là chỉ cần giật tóc của một người. Nếu tóc bình thường thì không sao nhưng nếu là ký sinh thì sợi tóc đó sẽ là một phân bào nhỏ của ký sinh nên sợi tóc sẽ ngọ nguậy một lúc rồi mới dừng. Nếu ký sinh đội tóc giả thì lông mi lông mũi gì cũng thử được. Hôm sau, Izumi đã gặp lại Satomi Cô muốn cảm ơn cậu vụ lần trước đã giúp cô. Cả hai cũng vui khi nghe tin yêu cô đã ổn định trở lại. Và giờ đây chính phủ lại phát động phong trào chào nhau bằng cách giật tóc của nhau chứ không công bố thẳng về ký sinh. Đêm đó, có một cô gái vừa đi uống với đồng nghiệp về thì đã giật tóc hắn thử và thấy tóc ngọ ngoại. Nhưng đó cũng là những thứ cuối cùng cô ta được thấy. Còn Kana lúc này đang mơ một giấc mơ đẹp thì bị một đám quái đuổi theo. Và rồi bạch mã hoàng tử Izumi là người đã đến cứu cô. Sáng hôm sau, Cô nhớ về việc Hide đã gây ra chấn động gì và cách Izumi cảnh báo cho cô về hắn. Cô nghi ngờ Izumi có thể là ký sinh nên đã định giật tóc cậu thì bị cậu cản lại. Cậu bảo cô có muốn tóc cậu thì xin chứ đừng tự tiện. Khi đã chứng minh bản thân không phải ký sinh thì cậu đã đi tiếp. Kana đã chạy theo và muốn biết thêm về cách cậu có thể nhận biết kẻ nguy hiểm mà cảnh báo cô. Nhưng cậu vẫn không muốn nói ra vì Migi cho rằng nó không tin tưởng Kana. Kana sau đó nói ra khả năng của cô và quyết định nếu cảm nhận được ai đó giống cậu thì sẽ giật tóc thử. Nhưng cậu đã cản cô vì việc đó quá nguy hiểm. Migi đã bảo cậu ra một góc nói chuyện nên cậu đành đi trước và Satomi ở sau lại thấy cảnh Izumi gần gũi với cô khác Migi nói thẳng là cậu cần tuyệt đối tránh Sakana nhưng cậu lo là cô ta sẽ tự dính vào rắc rối nếu cậu không để ý còn Satomi lúc này đã hỏi Kana có thấy Izumi khác xưa hay không nhưng với Kana thì Izumi vẫn mạnh mẽ như trước đây nên chỉ cho rằng Satomi đang nghĩ quá và nếu cô còn tiếp tục nghi hoặc Izumi thì cô sẽ thật sự đánh mất cậu nhưng việc đó lại khiến Kana thấy vui vì cô có cơ hội để đến được với Izumi trong lúc đó một con ký sinh trong một cơ thể cực kỳ đô đã đến một văn phòng yakuza để kiếm chuyện nó cho thanh niên canh cửa một hít vỡ đầu và hiên ngang bước vào nó di chuyển với tốc độ cực nhanh và đòn đánh của nó cũng uy lực một đấm là vỡ đầu dù bị dao chém vào tay thì nó cũng chẳng si nhê bị bắn vào chân thì tốc độ vẫn quá nhanh bị chém vào đầu cũng không chết tên cuối cùng đã hỏi lý do nó tấn công thì nó chỉ đang thử nghiệm sức mạnh của bản thân trước một đội quân có vũ trang lúc nó trở ra vài người đã vây quanh để đuổi lấy nhưng nó nhanh chóng biến mất và tóm lấy một người để sau đó đổi vật chủ Izumi nghe tin thì không dám chắc vụ này là do ký sinh gây ra vì nó chẳng có lý do gì để gây ra một vụ thảm sát như này cả. Hôm sau, Izumi đã cùng Satomi đi chơi một hôm. Cả hai đã cùng đi ăn và Izumi giờ đây lại nói về việc ký sinh ăn con người như cách con người ăn những sinh vật khác. Họ sau đó đi ra đường thì Satomi đã chơi đùa với chó con Izumi thì không. Lúc ngồi lại bên đường thì Izumi đã thấy một cậu nhóc chạy không kịp theo mẹ nên đã khóc lóc và còn bảo là ghét mẹ. Tim cậu đột nhiên đau nhói mà không hiểu lý do. Satomi đã hỏi thì cậu chỉ nói là hơi khó thở chắc do cậu đã già thật cô đã định hỏi về chuyện đã xảy ra trong chuyến đi thăm bố của cậu nhưng rồi lại bỏ chiều đó lúc cả hai tạm biệt nhau để ra về thì Izumi đã hôn tạm biệt Satomi và rời đi kana ở sau kia thì chứng kiến được tất cả Satomi vẫn thấy cậu quá khác biệt dù không muốn nói ra điều đó kana biết từ đầu là bản thân không có cơ hội nhưng vẫn cố chấp hôm sau Izumi đã đi gặp kana vì cô muốn một ân huệ cuối từ cậu Cậu và Migi đã đến điểm hẹn thì phát hiện có ký sinh gần đây nên chạy đi tìm. Có tổng cộng 8 con ký sinh và 6 con đang ở trên xe kia còn 2 con ở bên dưới. Izumi đã nhanh chóng bị phát hiện nhưng chúng không có động thái gì cả. Cậu gặp được Kana và đi cùng cô. Tối đó, Migi và Izumi đã bàn về việc đám ký sinh đang cố làm gì khi đứng ra kêu gọi bầu cử. Khả năng một là chúng có hứng thú nên mới làm, còn khả năng hai là chúng đang cố xây dựng một tổ chức cầm quyền, để rồi khi chúng ăn thịt người và phi tang thì cũng sẽ dễ che giấu hơn khả năng nguy hiểm này cao hơn nên izumi biết bản thân phải làm gì đó và lúc sáng khi gặp kana cô đã nói là bản thân cố tình đến nơi gần đám ký sinh nguy hiểm vì biết cậu sẽ đến đó và qua lời cô thì cô chỉ cảm nhận được bốn năm tên nên hẳn là cô cảm nhận không được mạnh như migi hôm sau izumi đã đến hang ổ của đám ký sinh giả dạng chính trị ra kia migi cảnh báo cậu về sự nguy hiểm khi bước vào đây nhưng cậu cần xác minh xem chúng có bao nhiêu tên thế nhưng người cậu gặp là kana cậu đã cùng cô ra bờ hồ để nói chuyện cậu đã định cho cô biết về vũ khí sinh thì thanh niên áo đỏ mò đến và muốn nói chuyện riêng với Kana, không muốn xen ngang nên Izumi dự định sẽ kể với cô sau. Tối đó, Migi cảnh báo cậu là đừng có dại mà nói gì ra để rồi gây hại đến nó và cả chính cậu, vì chắc chắn cậu không muốn thấy cảnh tay phải của cậu cắt ai đó đâu nhỉ. Vậy nhưng sáng hôm sau cậu vẫn đi gặp Kana trong lúc Migi ngủ để cho cô biết sự thật về tay phải cậu, nhưng cô cho rằng cậu bịa ra việc này vì cậu muốn chấm dứt hoàn toàn với cô. Cô muốn xem tay phải của cậu biến hình thì mới tin. Cô quyết định tạm tin cậu và xem đây là bí mật giữa cả hai. Cô vẫn muốn ngày nào đó được xem hoàn toàn cảnh cánh tay cậu biến hình. Hôm sau, lúc cậu đi về cùng Satomi thì Kana đã ở sau kia và hy vọng cậu sẽ cảm nhận được cô mà quay lại nhìn cô. Nhưng cậu vẫn đi thẳng cùng Satomi và chỉ có duy nhất Migi nhìn lại. Áo đỏ lại tìm đến và thấy cô cứ bám đuôi Izumi dù cậu đã có người khác. Nhưng cô cho rằng hắn cũng đang bám đuôi cô khiến hắn rỗi mà từ bỏ. Tối về, Migi và Izumi thấy tên ký sinh kia đã đắc cử. Và Migi cũng cho cậu biết việc nó cảm nhận được Kana chiều nay, cô đang tỏa ra một luồng khí giống như khí mà ký sinh tìm thấy nhau. Nhưng của Kana vẫn đang yếu, nhưng nếu cô tập trung vào năng lực của bản thân thì không ai chắc việc cô sẽ có mạnh hơn đến mức nào. Izumi cũng đã thú nhận việc bản thân đã nói cho Kana biết về Migi lúc nó ngủ nhưng cô lại không tin, Migi cũng đã lường trước. Izumi cố thuyết phục Migi chịu ra mặt trước Kana để cô biết sợ mà đừng đưa mình vào rắc rối và tin chắc Kana sẽ không nói ra với ai. Nếu cô có nói ra thì cậu sẽ chối và vờ như cô chỉ bị hoang tưởng, Do chính phủ cũng chẳng thể phát hiện cậu thông qua việc giật tóc, cậu sau đó đã định hẹn Kana thì nhớ ra là có hẹn với cả Satomi, nhưng khi đã sắp được lịch thì cậu đã hẹn Kana gặp mặt. Nhưng ở ga tàu thì Migi cảm nhận được có hai con ký sinh đi ngang qua nên đã bảo Izumi giả vờ như bình thường để chúng không phát hiện. Cậu sau đó gọi cho Kana thì cô đã đeo sợi tóc của cậu vào tay để dùng khả năng cảm nhận mà đi tìm cậu đồng thời không cầm theo điện thoại, do đó nên Izumi không gọi được cho cô. May mắn là Migi cảm nhận được cô đang đi gần đến chỗ một con ký sinh nên cậu buộc phải chạy theo chỉ dẫn. Còn Kana thì đã tìm được một con ký sinh đang ăn thịt người thay vì Izumi, cô bị nó tấn công và bị thương. Đang chạy ra cửa để tìm Izumi thì cậu đã đến kịp, nhưng chỉ là kịp để thấy cô bị xiên. Izumi đã tức giận mà để Migi phòng thủ còn bản thân lao lên và tóm lấy tim của con ký sinh. Kana đã đúng khi tin là cậu sẽ đến, nhưng cô chỉ có thể thốt ra vài câu trước khi ra đi. Vào ngày diễn ra đám tang của Kana, cảnh sát đã để mắt đến Izumi, vì cậu là người tìm thấy Kana và mẹ cậu cũng là người bị ký sinh giết họ cũng đã kiểm tra và chất vấn cậu nên chỉ nghĩ là cậu đang bực họ không biết ai là người đã giết con ký sinh đó vì con ký sinh bị khoét một lỗ và mất tim rồi còn bị đập vào tường bằng một lực mạnh đến mức tường cũng bị vỡ con người không thể làm vậy nên vụ này phải có hơn hai con ký sinh tham gia thanh niên theo đuôi kana đã mò đến chất vấn izumi vì đã không bảo vệ được kana và thậm chí còn bình thản đến mức không rơi một giọt nước mắt cậu bị đập chán thì cũng phải đáp trả và để rời đi cậu thừa nhận bản thân có lẽ không còn là con người nữa vì kana chết trước mắt cậu mà cậu còn chẳng rơi lấy một giọt nước mắt nhưng chí ít thì lý trí cậu vẫn còn những ngày sau đó izumi bị bạn học hỏi về việc cậu liên quan đến án mạng gần đây thì cậu đã né tránh mà bỏ về gặp lại satomi cậu đã định xin lỗi vì đã hủy hẹn với cô vào hôm ấy nhưng cô chỉ nghĩ là cậu đang buồn vì bao nhiêu chuyện xấu cứ ập đến trong lúc đó tổ chức của lũ ký sinh đã bắt đầu để mắt đến izumi nhưng tamiza cho họ biết rằng cậu đang sống chung với ký sinh và là một mẫu vật đáng giá cho họ nghiên cứu họ quyết định giao izumi cho cô ta giám sát con của tamiza cũng đã được sinh ra và cho một bà trông trẻ giữ hộ lúc cô ta về nhà bà trông trẻ đã không biết làm cách nào để đứa trẻ nín khóc nhưng cô ta chỉ nói với đứa bé một từ nín là nó đã nín ngay bà trông trẻ đã sợ hãi mà về lẹ cô ta sau đó đã gọi cho một thanh tra để nhờ ông giám sát izumi izumi sau đó bị vài tên hội đồng và người thanh tra đã lần theo và quay phim lại cảnh cậu xử lý cả bốn tên kia chúng đều được một người phụ nữ thuê nhưng không biết người đó là ai lúc đến trường cậu nhận thấy satomi lại đang né tránh cậu Tên thanh tra lúc này đã giao kết quả cho Tamiza và cô ta hỏi ông có thấy tay phải của cậu khác gì so với tay trái hay không thì không có. Thế là cô ta biết Izumi đã có sự thay đổi. Lúc về nhà, Izumi biết bản thân có lẽ đã hơi lạ thật vì bản thân lại bình thản quá mức trong những vụ việc đau lòng gần đây. Nó cũng muốn cậu yên lặng chút vì cứ to mồm vậy thì bố cậu cũng sẽ nghe thấy. Thế là cậu đành ra ngoài một lúc, tên thanh tra cũng đã bám theo. Cậu đã quay lại nơi Kana bị sát hại với lý do là muốn lấy lại cảm xúc thương tiếc nhiều hơn tại đây trong lúc đang sờ trên mặt đất thì migi đã bị tên thanh tra quay lại migi phát hiện thì liền tấn công để cướp lấy camera đồng thời lấy mạng tên thanh tra này nhưng izumi đã cản lại buộc nó phải tự tách ra để tấn công nhưng việc tách ra khiến nó yếu đi nên không dứt điểm được nên nó bảo izumi là cậu đã chứng kiến quá nhiều người chết nên thêm một người nữa cũng chẳng sao nhưng cậu đã giữ lại khiến migi hết sức mà từ bỏ vì giờ đuổi theo cũng không kịp cậu đành về nhà cùng chiếc máy quay sáng hôm sau ra đường cậu lo ngại về lời migi nói rằng nếu kẻ cậu để sổng là nhà báo hay người của chính phủ thì xác định là cậu sẽ thành chuột thí nghiệm nâm nớp lo sợ khiến cậu đến trường một cách vội vàng cậu lo là nếu sự thật lộ ra thì bạn bè sẽ nhìn cậu bằng ánh mắt kinh sợ và xa lánh lo nghĩ khiến cậu không để ý thầy giảng nên thầy bảo cậu không học thì về và cậu về thật cậu nhớ về lời mi ghi là nếu cậu không thành chuột thí nghiệm thì những ký sinh khác cũng sẽ thủ tiêu cậu để giữ bí mật chung cậu sau đó cố lắng nghe thì phát hiện tay thanh tra vẫn đang theo dõi cậu nên cậu đã chạy ra ban công để gọi ông ta nhằm thỏa hiệp nhưng ông ta vừa thấy cậu thì đã sợ hãi mà bỏ chạy cậu định đuổi theo nhưng lại dừng lại cậu biết bản thân thay đổi từ lúc nào và tự hỏi sao mọi chuyện lại xảy đến với cậu tối đó cậu đã gọi satomi ra gặp mặt cô có muộn phiền muốn hỏi cậu cô biết ngày hủy hẹn thì cậu đã đến gặp kana và cô tự hỏi cậu đang khúc mắc chuyện gì lớn đến mức không thể cho cô biết cô đã dự định chấm dứt với cậu nếu cậu cứ tiếp tục giữ kín mọi việc bản thân cậu cũng rất muốn nói ra với cô nhưng mi ghi lúc này đang thức nếu cậu mở miệng nói ra thì bàn tay này sẽ là thứ chấm dứt satomi cậu không còn cách nào ngoài tiếp tục giữ miệng dù biết Satomi có thể sẽ chia tay cậu sau chuyện này. Cô đã trách cậu về việc cậu vẫn quá vô hồn khi nói dối cô. Cô đã bỏ về còn Izumi cũng chỉ biết im lặng mà quay về nhà. Cả cậu lẫn Migi đều hơi thoát tim về chuyện vừa nãy vì cả hai đã có ý định làm điều mà người kia không muốn. Migi thấy giờ họ nên điều tra về gã thanh tra đang theo dõi cả hai. Nhưng Migi sẽ không có ý định làm hại ông ta vì nó biết Izumi phản đối gay gắt việc giết người ra sao. Nó quyết định sẽ gọi đồng minh để hỗ trợ họ bám đuôi lại gã thanh tra và đồng minh duy nhất họ có còn ai ngoài Uda Uda đã được gọi đến đây và sau khi nghe tình hình thì Migi đã cho Uda và ký sinh xem mặt của gã thanh tra để biết mà bám theo Uda cũng cho biết là anh đã quyết định đặt tên cho ký sinh của mình là Joe. trong lúc đó gã thanh tra đã báo cáo lại cho Tamiza về việc ông điều tra được cô ta thấy vậy thì đã bảo ông rút khỏi vụ điều tra vì giờ ông ta cũng chẳng còn giá trị nữa nhưng ông ta biết Tamiza có thông tin gì đó và đã biết về vụ cái tay của Izumi nhưng cô ta cứ thế bỏ về khiến ông ta cố đuổi theo mà vấp té trong phút chốc cô ta đã cười nhẹ và tiếng cười đó cứ theo cô ta đến tận lúc về nhà cô ta nhận ra bản thân từ khi nào đã biết cách cười và rồi tiếp tục cười một cách điên dại còn người thanh tra sau khi về nhà làm một ly thì vợ ông đã bảo ông nên từ bỏ vụ án nguy hiểm lần này vì có vẻ nó quá tầm với ông nhưng ông không cam chịu làm một tên tiểu tốt mà chọn làm một điều gì đó lớn lao hôm sau gã thanh tra lại bám theo izumi tất nhiên là uda đã ngồi trong một chiếc xe để quan sát và giúp izumi tóm được gã thanh tra cậu đưa ông ta vào xe và đưa đến một nơi vắng vẻ để nói chuyện Họ sau đó đã bảo ông thanh tra bình tĩnh và Izumi đã quyết định kể hết mọi chuyện cho ông nghe. Ông cho rằng cậu nên bước ra và chấp nhận làm chuột thí nghiệm vì lợi ích của nhân loại. Nhưng đúng lúc này thì Migi và Joe đã phải ra mặt đe dọa ông ta. Migi cho ông ta biết việc Izumi chỉ là một thanh niên nhưng đã phải chứng kiến biết bao nhiêu là cái chết. Vậy mà vẫn cố để sống đến giờ, và ký sinh như nó cũng vậy, chúng có quyền được sống và quyền đấy không ai có thể tước đi được. Với lại Migi cũng đã nghi ngờ về kẻ đã sai khiến ông ta điều tra Izumi, dám chắc là Tamiza giáo viên cũ của izumi và đồng thời cũng là một con kỳ sinh nên nếu ông ta có lo ngại gì thì nên lo ngại việc cô ta sẽ thủ tiêu ông để bịt miệng tối về tamiza đã liên lạc với izumi để hẹn gặp cậu sau đó đã đến một trường đại học nơi mà tamiza hẹn gặp cô ta lúc này đang có một khóa học để nghe về những triết lý và lối suy nghĩ của con người về tình cảm tình mẫu tử và những thứ khác cô ta sau đó đã lên sân thượng gặp izumi và cũng chẳng giấu việc chính cô ta đã thuê ông thanh tra Cô ta chọn nơi này để ẩn náu là vì đồng bọn của cô ta ít khi đến đây và cô ta cũng muốn học hỏi vài thứ. Cô ta cho biết lũ ký sinh đã tiến hóa và việc chúng đi bầu cử đó là để hòa nhập vào cuộc sống con người, nhưng không phải dạng chung sống hòa thuận mà là giống như kiểu con người sống với sinh vật mà họ sẽ làm thịt. Cô ta sau đó mới nói về đứa con của mình, và rồi lan man một lúc thì lại nói về việc mẹ Izumi đã bị ký sinh sát hại thì cậu đã tức giận nên cô ta lấy đứa trẻ ra làm lá chắn nếu cậu có ý định tấn công. Cô ta sau đó đã rời đi còn Izumi với nỗi đau trong lồng ngực cũng đã chạy đi và gặp một bà thầy bói. Sau khi xem tay cho cậu thì bà biết cậu đang có nỗi đau trong lòng và cậu cần gặp mặt người đã gây ra cho cậu nỗi đau này, nhưng cậu cho rằng người gây ra nỗi đau này đã bị cậu xử lý. Vài ngày sau đó, ông thanh tra đã cho người theo dõi Tamiza và phát hiện cô ta đã đến gặp một người đàn ông. Người này đã bám theo người đàn ông và thấy kẻ đó đã đến đón một cô gái rồi đi vào một hầm gửi xe, vừa theo vào thì tên kia đã lộ rõ bản chất ký sinh và không lâu sau Ông thanh tra phải đến gặp Izumi và nhờ cậu đi theo ông đến căn hầm đó. Migi không cảm nhận được ai bên trong nên cả ba đã cùng vào điều tra, tuy dưới này không có gì nhưng Izumi ngửi rõ được cái mùi hôi thối ở đây. Đột nhiên Migi thông báo là có kẻ đang đến và mang theo con mồi. Thế là Izumi cùng ông thanh tra đã nấp một góc để xem tên đó định làm gì. Tất nhiên hắn cảm nhận được đồng loại nhưng chẳng nghi ngờ gì nhiều, nhưng Izumi đã lao ra bảo cô gái chạy đi. Tên ký sinh đã lộ mặt thật và sát hại cô gái ngay trước mắt Izumi buộc cậu và Migi phải chiến đấu. Migi bảo cậu cứ di chuyển mà né đòn còn nó sẽ tập trung tấn công. Migi nhờ có chiến mã tốt nên liên tục đánh chúng và rồi cho nó một phát thăng thiên. Tuy thắng được như Izumi chẳng vui vẻ gì khi đã để một người phải chết. Ông thám tử thì chỉ biết nôn thốc nôn tháo. Migi sau đó phải làm gì đó để dọn dẹp đống này và ông thám tử sau đó đã biết chừa. Ông quyết định từ bỏ dù Izumi muốn ông tiếp tục tham gia vụ này để chiến đấu cùng cậu. Nhưng ông đã giao ra thẻ nhớ của đoạn phim vừa rồi cho Migi phá đi. Ông quyết định sẽ đưa gia đình cao chạy xa bay và tránh khỏi lũ ký sinh nguy hiểm ông chỉ là con người yếu ớt và không có khả năng đối đầu với những sinh vật đó tối đó cậu thấy bản thân đã hơi quá khi muốn ông thanh tra giúp đỡ việc đối đầu với lũ ký sinh vì cậu giờ đã khác xa người bình thường cậu sau đó quyết định sẽ tự mình chiến đấu với chúng vì cậu tự tin bản thân có thể thắng nếu đánh một một cậu hôm sau đã gặp lại satomi và cô vẫn tiếp tục né tránh cậu trong lúc đó nhóm ký sinh giờ đã bắt đầu xem izumi là một mối nguy hại thế nên họ quyết định trừ khử cậu càng sớm càng tốt nhưng tamiza muốn họ ít nhất hãy đưa xác izumi còn nguyên vẹn về cho cô ta để cô ta nghiên cứu đêm đó izumi đã trải qua một cơn ác mộng đến sáng hôm đó lúc đến trường izumi suy nghĩ về việc làm cách nào để khiến migi phải theo cậu chiến đấu cậu nghĩ là nên tạo một tình huống để migi không còn cách nào ngoài chiến đấu thì nó mới theo và rồi đột nhiên migi thông báo là có ký sinh tìm đến lần này chúng nhắm trực tiếp vào izumi và có đến ba tên cậu ngay lập tức chạy đi khỏi trường để tránh gây hại đến mọi người Cậu gặp Satomi giữa đường và hứa là sẽ để cô được an toàn. Cô biết lại có chuyện xảy ra nhưng chẳng thể chạy theo kịp với Izumi. Cả hai chạy đi lẹ và biết ba con ký sinh vẫn chưa đến vội nên Migi đề xuất là phải đánh lẻ ra chứ cân ba là hơi quá sức. Thế nhưng giờ thì cậu tốt nhất là nên chạy vì Migi hết sức rồi. Bốn tiếng nữa nó mới dậy được nên giờ được thì dáng mà chạy. Cậu sau đó đành lên taxi để chạy đi cho thật xa. Đột nhiên một thanh niên nào đó cũng đuổi theo cậu đến đây. Thanh niên này có biểu cảm và trông không giống ký sinh cho lắm. Nhưng hắn biết về cánh tay của cậu nên cậu lại chạy tiếp. Cậu chạy giữa đường thì được một ông lão cho đi nhờ xe. Cậu lo ông là ký sinh nhưng khi yêu cầu được thả lại bên đường thì ông vẫn để cậu đi, một lúc sau thì có một chiếc xe tải lao đến. Nhưng nó chỉ đi qua và tên ban nãy lại từ trên đó nhảy xuống. Migi lúc này cũng đã tỉnh và nó cho biết tên bên kia có đến ba con ký sinh trong người, cả hai tay hắn đều biến đổi được như cậu. Trong lúc đó, ông thanh tra đã phải trả giá khi dấn quá sâu vào vụ này và cái giá ông phải trả chính là vợ con của mình. Còn với Izumi... Cậu nhận thấy con ký sinh điều khiển não bên kia cũng đã cực kỳ tiến hóa khi có thể biểu đạt được cảm xúc rất giống con người. Cả hai bên đã giao đấu và Migi biết họ sẽ khó mà ăn được vì địch có quá nhiều lưỡi dao. Migi thì chẳng thể biến ra nhiều hơn nên Izumi đành quay đầu chạy để nghĩ cách. Izumi nhanh hơn hẳn nên đã bỏ xa hắn cả đoạn và ngồi nghỉ. Migi không biết là nên nhắm vào phần nào để đánh, nhưng đúng lúc này thì hắn quay lại và vấp té lần nữa. Izumi nhận thấy chân có vẻ là điểm duy nhất là con người của hắn nên Migi đành liều mà nhắm vào đó rồi bảo Izumi dáng mà nấy. Migi sau đó lên trước và quẹt được vào chân hắn nhưng nó không hề bị tổn thương còn Izumi thì may mắn không bị đánh trúng Migi đã hiểu được kha khá nên bảo Izumi chạy tiếp cả hai chạy vào rừng và Migi cho biết cơ thể đó tuy có ba con ký sinh nhưng hai con kia đảm nhiệm vai trò bảo vệ toàn bộ cơ thể còn con điều khiển đầu sẽ điều khiển và kiểm soát hai con còn lại vì chưa thành thục nên mới liên tục xảy ra sự mất thăng bằng như Izumi đã thấy nên nói cách khác họ vẫn chỉ cần nhắm vào phần đầu mà tấn công mất đầu thì hai con còn lại sẽ dối ngay cậu sau đó theo lời mi mà chạy vòng tròn quanh hắn hắn sẽ vung dao ra xa và kéo dao theo hướng cậu và rồi cậu phải đổi hướng mà lao đến hắn đúng lúc để khiến hắn không lường trước được và cứ thế cả hai thành công cắt được cái đầu nhưng điều nữa mà mi ghi không ngờ là hắn không chết vì cơ thể hắn có tổng cộng 5 con ký sinh nhưng chỉ hai con điều khiển đầu một con dụng thì giờ có con khác lên thay còn con vừa bị cắt ra thì đã quay lại nhập vào phần tay và con điều khiển thứ hai này chính là con đã đi bầu cử thị trường kia con này thậm chí còn mạnh hơn và di chuyển cũng khó đoán hơn Migi bảo Izumi chạy tiếp vì giờ rừng là địa hình để hắn đu qua đu lại cậu vẫn chạy nhanh hơn và ra khỏi rừng một chiếc xe đi qua thì Migi đã vươn dài ra để kéo Izumi lên xe nhưng tên ký sinh đã biến đổi chân để chạy theo kịp chiếc xe và leo lên Migi đã buộc phải luồn lên ghế lái và đánh lái sang một bên để chiếc xe chạy đến đâm vào tên ký sinh cho hắn rơi khỏi xe này họ tạm thời thoát được nhưng hai người nữa đã bỏ mạng dưới tay tên ký sinh ông thanh tra lúc này đã được cảnh sát thẩm vấn và họ biết chắc chắn là ông có thông tin về đám ký sinh còn Izumi lúc này đã thoát Migi đã trôm ít tiền từ tên tài xế ban nãy để cậu mua đồ mới và kiếm cái gì đó bỏ bụng. Nó là ký sinh nên cậu đừng có lên lớp về vấn đề đạo đức với nó. Vì mục tiêu của nó là giữ cho cậu sống sót. Lúc đi ăn, cậu nghe tin là ông thanh tra đã phải trả giá thì liền gọi về cho bố để thông báo ông hãy rời khỏi nhà. Bố cần lời giải thích nên cậu đã mập mờ về việc lũ ký sinh đang đến. Ông vẫn hiểu và khi biết cậu an toàn thì ông đã nghe theo. Còn ông thanh tra thì đã được bên chính phủ đến gặp và họ cần ông cung cấp thông tin để báo thủ cho vợ con. Ông sau đó đã xin được đưa đến một nơi để ông bình tĩnh và cho ông ít giấy bút để ghi lại. Izumi lúc này lại gặp Migi trong mơ nhưng nó biết cậu sẽ quên khi thức giấc nên chẳng muốn nói gì nhiều. Tamiza lúc này đang cố cảnh báo lũ ký sinh về việc con người lúc này không dễ gì để đối phó, có thể nếu đấu riêng lẻ thì con người không có cửa. Nhưng thứ chúng đối đầu là hàng triệu con người và nếu bất cẩn thì chúng chắc chắn sẽ thất bại. Satomi lúc này được hai cô bạn gửi lại cặp của Izumi để cô có cái cớ đi gặp Izumi mà giải quyết mấy vụ khúc mắc gần đây. Tối đó ông thanh tra đã rời khách sạn và chỉ để lại thông tin cho chính phủ còn đám ký sinh thì đã quyết định loại bỏ tamiza vì cô ta cũng đang dần thay đổi và giống con người hơn tối đó ông thanh tra đã bám theo tamiza để trả thù còn cô ta thì đột nhiên không vào căn hộ mà lại quay đi nhưng ông ta không bám theo mà đi vào căn hộ để chờ còn tamiza thì đã chạm mặt ba con ký sinh muốn loại bỏ cô ta cô ta thừa nhận chúng đã đúng khi có ý định loại bỏ cô ta và hành động theo trực giác nhưng hiển nhiên là cô ta dễ gì để chúng ra tay thế là cô ta đã bỏ trốn cô ta trốn vào công trường gần đó thì vẫn bị chúng bám theo tamiza đã tấn công con ký sinh trước mặt và cho một nửa chui vào trong người tên này để quấy phá còn cơ thể thì chạy ra một hướng cô ta đã ôm cơ thể với nửa cái đầu chạy khắp phố khiến người khác thấy được mà hoảng sợ cặp đôi đó sau đó thấy cô ta thì đến hỏi xem cô ta phải người bình thường hay không thì cô ta đã biến thành khuôn mặt khác nhưng tri thức thì không còn minh mẫn nữa mà tự để lộ danh tính ký sinh rồi lại chạy lông nhông tên đầu sỏ kia thì vẫn cứ bám theo còn nửa còn lại của Tamiza thì đã quấy nát cơ thể tên ký sinh và rồi nhảy sang người à ký sinh còn lại để quấy phá. Tên đang đuổi theo cơ thể nhận thấy có người chết nên đã quay lại thì thấy Tamiza đang điều khiển cơ thể đồng bọn. Nhưng cô ta chỉ điều khiển cơ thể còn phần đầu thì vẫn là con ký sinh đó. Tên này đã hy sinh đồng bọn nhằm xử luôn Tamiza, nhưng cơ thể cô ta lúc này lại ở phía sau và chém đứt đầu hắn. Kế hoạch của cô ta rất đơn giản. Ký sinh chỉ cảm nhận được đồng loại rất mạnh mẽ nếu có ý định thù địch cho nên cô ta đã nhập vào xác ả ký sinh kia khiến hắn nhắm vào ả ta và làm ả ta sinh ra lòng thù hận chính sự thù địch trước mắt đã che mờ việc cơ thể cô ta đang tiếp cận hắn từ phía sau cô ta sau đó về nhà thì phát hiện con trai đã bị ông thanh tra bắt đi thế là hôm sau cô ta đã lén đến nhà izumi và nhân lúc cậu gọi về cho bố thì cô ta đã trả lời cô ta đã lợi dụng việc cậu lo lắng cho bố để ép cậu đến công viên nơi mà ông thanh tra đã hẹn cô ta cô ta sau đó gặp satomi ở ngoài cửa nhà cô muốn biết izumi đang dính vào chuyện gì nguy hiểm Tamiza đã không nói mà bảo cô cứ yên tâm vì Izumi sẽ sớm trở về đi trên đường Satomi đang nghĩ về Izumi thì đột nhiên nhận ra cậu ở trên xe bus vừa đi qua cô đã quay lại thì bắt gặp Tamiza cô ta nhận ra Satomi đuổi theo nên đã bỏ chạy Satomi sớm mất dấu Tamiza còn cô ta thì đã đến gặp ông thanh tra ở công viên ông ta không ngờ một con quái vật như ả à cũng biết quý đứa con của mình nhưng ông chắc chắn cô ta chẳng có tình thương gì cả vì nếu giờ ông ta hại đứa trẻ thì cô ta cũng sẽ chẳng đau khổ như ông ông ta đã định ném đứa trẻ thì ngay lập tức bị Tami ra đâm cho một nhát và đỡ lấy đứa trẻ. Thật ra ông ta chỉ đang thử vì một người như ông sẽ không bao giờ máu lạnh như cô ta. Migi lúc này cảm nhận được Tami ra nên đã chỉ dẫn cho Izumi đi tìm. Đúng lúc này thì cảnh sát đã giúp đỡ ông thanh tra kia tìm đến và thấy người ta báo tin là ông xác ông thanh tra ở đằng này. Ông thám tử đây chạy đến thì được ông thanh tra cho biết Tami ra đang ở đây và mặc đồ trắng, bế theo một đứa bé. Ông cho người đi tìm và ông thanh tra trước khi chết cũng cho ông thám tử biết là bản thân có một người cộng sự là con người và đã bị lũ ký sinh cướp mất gia đình. Cảnh sát đã đi khám xét xung quanh và điều tra những người mặc đồ trắng và bế theo con nhỏ ở đây. Còn Tamiza thật sự lúc này đã gặp Izumi, cô ta cho biết đến nay cô ta đã giết gần 40 người và cũng đã có nhiều thí nghiệm. Cô ta biết bản thân trong mắt con người là gì và loài người trong mắt chúng ra sao. Đồng thời cô ta nhận ra ký sinh là một loài vật yếu ớt và không thể sống mà không có vật chủ. Nên có thể xem là con người đang ăn hiếp chúng, nghe hơi ngứa tay nhưng cũng đúng cô ta cũng cảnh báo cho cả hai về tên đã cho cả hai ăn hành lần trước hắn là goto và là một thí nghiệm mà cô ta tạo ra đúng lúc này thì ông thám tử tìm đến ông nhận ra izumi vì cũng từng theo dõi cậu một thời gian ông giờ đây hiểu ra tamiza và izumi đều liên quan đến ông thanh tra đã chết ông ta đã chắc chắn trước mắt là tamiza vì máu của ông thanh tra còn trên áo đứa bé ông cũng hỏi izumi có nhớ ông là ai không cậu ra vẻ ngây thơ và vẫn nhớ ông nên ông chắc chắn cậu là người Tamiza vẫn chối như thể bản thân không biết gì nên ông thám tử quyết định bắn cô ta dù cô ta nói thật hay nói dối ông vẫn bắn súng nổ ra thì cô ta mới chịu lộ mặt thật thế là cảnh sát xung quanh đồng loạt nổ súng tamiza dù dính đạn nhưng cô ta vẫn chọn bảo vệ cho đứa con của mình satomi gần đó nghe thấy tiếng súng thì cô không muốn tin izumi lại ở trong vụ này nên đã chạy đi nhưng rồi cô đã chọn quay lại tamiza lúc này tiến đến gần izumi cậu muốn chạy đi thì cô ta đã biến thành mẹ cậu để cậu đứng lại ông thám tử đã cho dừng nổ súng Tamiza cho biết cô ta giờ đây đã có câu trả lời cho bản thân cô ta thực sự đã biết đây là khởi đầu cũng như kết thúc của bản thân khởi đầu cho nhân tính của cô ta và cũng là sự kết thúc cho chính cuộc đời đó cô giao lại đứa con cho izumi và nhờ cậu chăm sóc đứa trẻ một cách bình thường cô ta sau đó ngã xuống mà chết còn izumi giờ đây đã hiểu ra một việc rằng bà thầy bói đã từng nói cậu phải đi gặp người gây ra cho cậu nỗi đau và người đó chính là tamiza cậu đã nhìn lại được hình ảnh người mẹ hy sinh của cậu ở tamiza cậu giờ đây cũng nhận ra được thứ đã biến mất khỏi cậu bấy lâu nay là thứ gì thứ khiến cậu trở nên lạnh lùng và vô cảm trước mọi cái chết nước mắt đã một lần nữa chảy trên mắt cậu satomi cũng nhận ra cậu đã trở lại làm con người trước đây cậu sau đó đã giao đứa trẻ cho cảnh sát còn cậu thì bị đưa đi satomi hôm sau vẫn không biết lúc nào thì izumi sẽ về nhưng cậu đã trở lại làm con người lúc trước cũng đủ để cô vui izumi lúc này đang ở trong một cơ sở nghiên cứu bên ông thám tử lúc này đã đưa một tên tù nhân đến một căn phòng để gặp mặt vài người trong đó có izumi tên này khá cợt nhả nhưng được biết thì tên này có khả năng phân biệt ký sinh và người thường bốn người liên tiếp trước đó đều là được sắp xếp để thử khả năng của tên này nhưng tên này nhìn ra được hết rằng bốn người kia đều là con người nên hắn tỏ ra chán nản đến mức ngủ gục cho đến khi izumi được gọi vào ông thám tử nghi ngờ izumi là người cộng sự mà ông thanh tra nhắc đến trước khi chết tên tù nhân đã được đánh thức hắn đang cợt nhả thì đột nhiên nghiêm túc và bảo izumi nhìn thẳng vào mắt hắn izumi lúc này bắt đầu run vì cậu không biết kẻ trong kia là người hay ký sinh MiGi thì đã ngủ nên không thể giúp cậu nhận diện còn tên bên kia thì thật sự lý do mà hắn phân biệt được người với ký sinh là vì hắn là một tên sát nhân hắn đã chơi đùa với biết bao con người và biết con người sẽ phản ứng với hắn ra sao nhưng ký sinh thì khác hắn có thể nhìn ra điểm khác giữa con người và ký sinh chỉ thông qua hành động và hắn nhận ra việc ký sinh làm với loài người cũng chẳng khác cách hắn gây án là mấy cũng chính vì bám theo một con ký sinh đến cái hầm đó mà hắn đã bị cảnh sát tóm sau một lúc thì hắn cho ông thám tử biết là hắn nhìn thấy một thứ gì đó khác trong mắt izumi nhưng hắn chỉ nghĩ đó là tưởng tượng vì sau một lúc thì hắn chẳng còn thấy được gì nữa izumi và bố cậu sau đó được cho ở lại khách sạn cậu thắc mắc là đứa trẻ sẽ ra sao thì sau khi kiểm tra đứa trẻ sẽ được nhận nuôi ông thắc mắc là cậu có muốn nhận nuôi đứa trẻ không thì cậu lại không dám chắc nên ông bỏ luôn ý định đó lúc về phòng izumi đã bàn lại vài thứ với migi và nó thật sự vẫn không hiểu lắm hành động của tamiza là sao trong lúc đó ông thám tử đã được gặp một người nữa sẽ cùng ông tham gia vào cuộc săn lùng ký sinh sắp tới sáng hôm sau izumi đã quay lại trường cậu giờ đây quay lại một cuộc sống học đường bình thường với bạn bè lúc học thể dục thì chạy cực nhanh lúc thay đổi thì người ta đã thấy vết sẹo của cậu nhưng cũng không muốn hỏi lúc ra về thì ngồi tâm sự với satomi về chuyện có thể sẽ thi đại học nhưng lúc ra về ông thám tử lại tìm đến để nhờ sợ giúp đỡ của izumi satomi đã bất bình cho rằng tại sao cứ luôn là izumi tại sao cậu và mọi người không thể sống một cuộc sống bình thường mà cứ ra đường là lại bị nguy hiểm bùa vây nhưng izumi vẫn đi theo ông đến gặp người mới anh trai đầu sẹo này hỏi Izumi có sáng kiến nào để họ đối đầu với ký sinh hay không? Izumi nhớ là Migi từng đề cập đến súng phun lửa. Tuy thứ vũ khí này không khắc chế hoàn toàn ký sinh nhưng nếu ký sinh bất ngờ thấy lửa thì chúng sẽ bị giật mình mà làm hỏng liên kết trong cơ thể. Trường hợp năm ký sinh của Goto là một ví dụ, nếu bị lửa đánh bất ngờ thì cơ thể hắn sẽ bị mất liên kết trong một thời gian ngắn, đủ để họ phản công. Anh trai đầu sẹo này cũng thấy ý tưởng Izumi đưa ra có phần đáng lưu tâm. Hôm sau, cảnh sát và lực lượng tinh nhuệ đã bao vây quanh tòa thị chính. Vì họ có thông tin là đám ký sinh đều tụ tập hết trong này, cảnh sát đã lừa là có một tên tội phạm nguy hiểm đã trốn vào đây và ở trên sân thượng, nên họ tập hợp tất cả lại và đưa từng nhóm 7 người ra ngoài. Izumi đã được đưa đến và thấy tên tội phạm lần trước cũng ở đây để hỗ trợ việc quan sát. Izumi nhớ là Tamiza từng nói thị trưởng là một con ký sinh, và tên thị trưởng đã cho người thường ra trước, những người đi đợt đầu đều được quét 10 quang qua để biết là người hay là ký sinh. Và rồi con ký sinh đầu tiên đã lộ diện, vì hình 10 quang không có hộp sọ, nhưng họ chưa manh động vội họ đợi ả ký sinh này đi cuối hàng rồi mới âm thầm nổ súng giải quyết gọn lẹ khiến ả không kịp phản công thấy cách này có hiệu quả nên họ đã tiếp tục áp dụng lý do cần nhiều xe bus đến vậy là để vừa di tản người thường lẫn dùng để che mắt cho quá trình dọn xác trong kia thì cảnh sát chỉ lừa người dân là tên tội phạm đang nổ súng đe dọa còn lũ ký sinh thì đã nhận ra nhưng chưa có cách nào để đối phó trong trường hợp này và chúng đã có cách anh đầu sẹo sau đó thấy mãi chưa phát hiện ra con ký sinh nào nên đồng ý với ông thám tử là để tên tội phạm vào quan sát trực tiếp tên thị trưởng ký sinh thì cho biết vẫn còn vài cổ đông ở tầng trên nên xin được đi gọi xuống hiển nhiên họ biết yêu cầu này là có ý đồ nên không cho phép đúng lúc này thì một con ký sinh đã xin được di tản và được quân lính đưa ra nhưng họ đi trồng lên máy cảm biến nên bên giám định phải bảo họ đi thành hàng dọc tên tội phạm được đưa đến thì đã nhìn ra ký sinh nhưng lại không chỉ rõ khiến người ta bắn nhầm người vô tội việc hắn nói sai đã khiến tình trạng hỗn loạn một tên ký sinh đã tấn công bất ngờ khiến cảnh sát bắn nhầm và làm hỏng máy quét hai con ký sinh đã cảm tử để giúp cho đám còn lại một tên ký sinh nữa cũng đứng lên gây hoảng loạn bằng cách tấn công người vô tội và cả cảnh sát đám còn lại thì đều trốn lên và anh đầu sẹo đã phải đích thân vào đây để kiểm soát tình hình một thanh niên đứng lên phản bác ngay lập tức ăn đạn izumi cũng chỉ biết bất lực mà chẳng làm được gì anh đầu sẹo sau đó sẽ đi khám xét khắp nơi này và đưa cả tên tội phạm đi theo những người đang nằm ở tầng 1 thì một lần nữa lại có ký sinh vùng lên và dùng con người làm lá chắn nhưng kết cục vẫn là cả hai đều chết tên thị trưởng đã gặp lại goto và cả hai quyết định sẽ làm theo ý mình từ lúc này anh đầu sẹo lúc này đã chia quân ra hai cánh. Anh ta sẽ dẫn đầu một cánh và để tên sát nhân đi với cánh còn lại để nhận diện. Anh ta tự tin bản thân đã đủ để nhận biết kỳ sinh. Tên sát nhân và cánh bên này sau đó gặp một đôi đang ấy ấy thì biết đây là người, còn anh đầu sẹo thì phát hiện một tên nhưng anh ta nổ súng luôn vì biết hắn là kỳ sinh. Anh ta cho biết giờ gặp ai là bắn hết, người hay kỳ sinh cũng kệ. Izumi nghe tiếng súng thì giờ đã hiểu tại sao Tamiza lại nói là con người đang ăn hiếp sinh vật yếu đuối như lũ kỳ sinh. Cánh của tên sát nhân lúc này đã chạm gặp Goto Tên sát nhân nhận ra nguy hiểm thì chạy lẹ, còn Goto đã cho quân lính đến một căn phòng rộng hơn. Hắn cho họ 2 phút để bắn, và dù cơ thể hắn lúc này toàn lỗ thì hắn vẫn không chết mà còn ném trả đạn lại cho họ. Hắn thấy một người còn sống thì người này đã bắt vào mặt hắn, hắn cho người lính 30 giây cuối để làm gì thì làm. Ở cánh còn lại, những người lính lúc này cũng đã chạm mặt tên thị trưởng, anh đầu sẹo đã ra lệnh khử ngay và không được để hắn thoát. Tên thị trưởng sau đó đã làm nhảm về việc con người mới là thư ký sinh gây hại đến thế giới này và rồi bị bắn chết. Sau khi kiểm tra thì họ biết hắn thật sự là con người và đã chọn hỗ trợ cho ký sinh, Goto cũng đã mò đến đây và quân lính chỉ kịp báo cáo lại cho anh đầu sẹo. Trong lúc đó, tên tội phạm đã lấy súng bắn chết người thanh tra đi cùng để bỏ trốn vì tin chắc là Goto đã dọn đường cho hắn. Goto thì cũng đã xử hết quân lính và Migi đã bảo Izumi về được rồi vì con người kiểu gì cũng sẽ thắng. Thế nhưng lúc này quân lính của anh đầu sẹo hoàn toàn bó tay trước Goto. Hắn di chuyển rất nhanh và dụ họ vào không gian hẹp rồi lấy người ra làm lá chắn để tiến lên goto phải đưa lính lên sân thượng và bắn ra hai viên pháo để làm chậm chân goto nhưng khi anh ta lên sân thượng thì chỉ còn một mình anh ta goto cũng theo lên và chắn đạn rất dễ dàng bằng cách biến ra một lớp khiên hắn sau đó cho anh đầu sẹo ra bã và izumi lúc này định về thì đầu của anh đầu sẹo rơi xuống goto cũng xuống đây và nhận ra izumi là một phần trong vụ lần này hắn sẽ lấy mạng cậu để hoàn toàn nhiệm vụ một cách toàn vẹn nhất nhưng sẽ là vào lần sau vì giờ hắn đã mệt hắn cứ thế bỏ đi còn ông thám tử biết izumi lại đang giấu gì đó cậu cố chối cãi và rồi thấy hình ảnh đầu cậu cũng chịu cảnh tương tự anh đầu sẹo thì choàng tỉnh Migi biết cậu mới gặp ác mộng nhưng sớm thôi thì cơn ác mộng mang tên Goto cũng sẽ tìm tới cậu. Cậu bắt đầu lo lắng nhưng Migi thì muốn cậu nhờ cậy vào quân đội dù cậu không chịu. Cậu sau đó ra đường thì phát hiện Migi đã ngủ. Cậu lo sợ Goto sẽ tấn công lúc này, nỗi sợ khiến cậu gặp ai cũng bị ảo thành Goto. Hai tên đã đụng chúng và đòi cậu xin lỗi. Cậu đã làm theo nhưng chúng cứ làm tới khiến cậu đánh trả. Cậu sau đó gặp lại Satomi và đã ôm lấy cô cho đỡ sợ nhưng cậu lại khiến cô thấy sợ mà đẩy ra cậu sau đó đã đến công viên để ngồi thì satomi tìm đến cô đã mời cậu về nhà do hôm nay nhà cô không có ai và điều gì đến cũng sẽ đến trai gái một phòng thì chắc chắn sẽ có chuyện xảy ra izumi quyết định sẽ thay đổi cậu từng gọi migi là máu lạnh nhưng bản thân cậu cũng đã dẫm đạp lên mọi thứ để sống nhưng giờ cậu sẽ quyết định đối mặt để giải quyết tất cả hôm sau cả hai đã cảm nhận được goto nên đã cướp xe để chạy lên núi vì nơi này sẽ ít người goto cũng lái xe đuổi theo thì bị cả cái xe rơi vào đầu nhưng ngần đó chưa đủ nên Izumi lại phải chạy. Migi đã bảo Izumi dừng lại vì chạy mãi không phải là cách. Cả hai sau đó quyết định lập kế hoạch, Izumi sẽ có vũ khí là chiếc bật lửa này, còn Migi thì sẽ tách ra để chiến đấu. Migi sau đó giải cơ thể ra khắp cây để đánh lừa cảm nhận của Goto, còn Izumi sẽ thành dương quá và nấp một góc để chờ cơ hội. Vì Migi tách ra nên họ chỉ còn cách đánh nhanh thắng nhanh trước khi Migi teo lại. Goto thì chỉ muốn kiếm Izumi vì cậu chết thì Migi cũng xong đời. Goto lúc này lên tiếng khiêu khích để gọi Izumi ra mặt nhưng Migi đã giả giọng cậu để lừa Goto và rồi để cậu ném cây giáo lửa vào hắn cậu ném trúng chân và Migi đã lao ra chém đầu hắn nhưng chém chưa đủ sâu khiến hắn vẫn có thể tiếp tục hồi lại Migi đã bảo Izumi chạy đi và mặc kệ nó Goto tính xiên Izumi thì Migi đã chém chân hắn để Izumi thật sự chạy đi nó chọn hy sinh vì nó thấy mừng khi được trải qua nhiều sự kiện cùng Izumi Goto hồi phục lại thì Migi cũng đã héo đi Izumi đang chạy thì trượt chân rơi xuống sông cậu tối đó lạc đến nhà của một bà lão bà đã cho cậu vào nhà cho cậu ăn và băng lại vết thương trên mắt cho cậu bà không có gia đình nên đã cho cậu làm cháu bà trong thời gian này cậu đã ở cùng bà vài ngày và bà đã cho cậu xem đống rác bị thành phố đổ về đây cậu ở lại nhà bà vài ngày và rồi quyết định sẽ sớm trở về để kể cho bố mọi chuyện đã xảy ra với tay cậu và với migi đêm đó cậu mơ thấy một phần tế bào nhỏ của migi thì bật dậy tế bào nhỏ đó đã mọc được con mắt trên tay cậu nhưng chưa đủ phát triển để suy nghĩ và nói thế là hôm sau cậu đã xin phép bà để trở về đột nhiên người quanh làng đến báo cho bà biết việc một con quái vật trên núi đã ăn thịt một người trong làng và họ nghi ngờ izumi nhưng bà làm chứng cho izumi nên họ đành đi báo cảnh sát cảnh sát lên núi thấy cái xác thì chỉ biết tái mặt còn izumi lúc này đã thú nhận với bà rằng con quái vật đó là do cậu dẫn đến nên cậu sẽ rời đi để không có người chết nữa cậu muốn đối mặt với goto nhưng bà đã nổi giận với cậu vì cậu đang hành xử như thể cậu đặc biệt lắm không bằng cậu biết bà nặng lời đến vậy là để cậu đừng đi nộp mạng bởi với bà thì cậu là người thân duy nhất bà có đêm đó cậu vẫn rời đi nên bà đã cho cậu lời khuyên là đừng nên bỏ cuộc quá sớm mà hãy cố hết sức có thể bằng mọi giá phải sống sót. bà muốn cậu cầm theo gì đó để phòng thân nên cậu đành lấy cái dựa gì xét đi theo. cậu sau đó lên núi để đối đầu với Goto. cậu biết bản thân chẳng có cơ may nào ăn được con quái vật đó nhưng ngay lúc này đây cậu lại thấy lạc quan và tự tin hơn bao giờ hết. cậu sau đó thấy Goto đang ôm mình ngồi ngủ giữa rừng. cậu biết hắn không thể cảm nhận được cậu nên cậu đã đi đến định chém vào cổ hắn nhưng hắn thức giấc kịp thời và buộc cậu phải trốn đi. Cậu biết bản thân hơn hắn ở giác quan nên đã trốn lên cây và định cầm một chiếc cọc để xiên từ đầu hắn xuống cổ, nhưng vừa nhảy ra thì hắn đã tóm được chiếc cọc mà ném cậu đi. Cậu đã gọi thử xem Migi có trong người hắn hay không thì hắn cho biết Migi đã chết thật sự khiến cậu tức giận mà chạy đến đấm hắn, nhưng hắn đã cho cậu thấy như nào mới là đấm. Cậu sau bị hắn thổi bay đến chỗ đống rác và rồi hắn quyết định sẽ cho cậu thấy như nào là tuyệt vọng. Hắn hơi chán vì cậu không thể cho hắn trận chiến mà hắn muốn, cậu đang bất lực thì lời của bà lão lại cho cậu thêm ý chí. Cậu nhớ ra việc là từng thấy hắn chảy máu khi bị đạn bắn, nên cậu tin đó là điểm yếu của hắn. Cậu đã lấy một chiếc cọc gần đó và không biết có đâm được chúng điểm đó hay không. Cậu đã vùng lên đâm vào eo hắn và khiến hắn thật sự đau đớn. Cậu tạm thời có cơ hội để chạy. Sau cùng cậu vẫn bị Goto tìm thấy. Hắn tức giận khi bị một con người yếu đuối tổn hại, thế là hắn đòi lấy mạng cậu ngay lập tức. Nhưng đúng lúc này thì mi ghi trong cơ thể hắn đã nổi loạn mà vũng vẫy để trở về nhập lại với tay của Izumi. Goto giờ đây bắt đầu mất ổn định do cây cọc cậu đâm vào người hắn có độc khiến toàn bộ ký sinh trong cơ thể hắn nổi loạn để tìm sự sống. Và trong lúc bất ổn đó thì Migi chỉ cần một chém là đã đủ để khiến cơ thể hắn phát nổ. Migi đã cho cậu biết Goto đã hấp thụ nó nhằm gia tăng sức mạnh. Nó đã ngủ sâu trong kia nhưng nhờ nhát đâm của Izumi mà nó đã tỉnh và quấy một chút trong người Goto rồi trở về. Cây cọc cậu đâm là từ đống rác này, rác đây đều bị đốt lên nên một vài thứ rất độc cũng được sinh ra. Migi thừa nhận quả nhiên con người vẫn là sinh vật quyền năng nhất thế giới. Đột nhiên Migi thông báo là Goto đang cố hồi sinh, cậu sau đó quay lại và biết khả năng hồi sinh của hắn là 50-50. Nhưng Migi sẽ không ra tay mà để Izumi quyết, cậu nhìn cũng tội. Cậu nhớ đến lời của Tamiza và nhận thấy quả thật con người là chất độc của thế giới này. Và dường như lũ ký sinh được tạo ra là để loại bỏ bớt chất độc đấy, bằng chứng là Goto dù mạnh đến vậy thì vẫn bị chất độc giết chết. Cậu đã định để nó sống vì cậu thấy bản thân không có quyền quyết định mạng sống của hắn chỉ vì hắn đáng hay không, vì có thể hắn gây hại đến loài người nhưng với thế giới này thì không. Nhưng rồi cậu đã quyết định ích kỷ mà quay lại xử hoàn toàn Goto Tô vì không muốn để hắn sống rồi gây hại đến những thứ quan trọng với cậu. Dân làng sau đó nhôn nháo vì đã tìm được xác của con quái vật, còn bà lão thấy dựa đã được đặt trước nhà thì biết Izumi đã thành công. Cậu giờ đây cũng lên đường trở về, thời gian sau đó, Izumi thấy đám ký sinh còn lại đã im hơi lặng tiếng. Vì trận ở tòa thị chính đã cho chúng biết cái giá phải trả nếu động đến loài người, thế nên chúng chọn hòa nhập và rồi thay đổi chế độ ăn để giống con người. Đêm đó, Migi đã vào giấc mơ của Izumi để thông báo cho cậu biết là từ nay nó sẽ đi ngủ mãi mãi để quan sát cơ thể cậu phát triển nó tin cậu sẽ sống tốt với cuộc sống mới nghe sự ra đi của Migi thì Izumi đã hiện lên những hình ảnh cũng những người đã chết trước giờ Migi thấy bất ngờ vì trong mắt Izumi thì những người mà cậu thấy lại khác so với lúc nó thấy nó tin cậu sẽ quên giấc mơ này nên cậu hãy cố quên luôn nó khi thức dậy thế nhưng đến sáng dậy thì cậu vẫn chẳng thể nào quên được Migi một thời gian sau đó Izumi đã thi trượt đại học nên đành phải ra công viên để học chung với Satomi cậu đã kể cho Uda nghe về tình trạng của ký sinh nhưng không nói gì về Migi. Cậu giờ hiểu ra việc con người sẽ chẳng bao giờ có thể hiểu được loài vật khác nếu cứ đặt góc nhìn của con người vào những loài đó. Nhưng có một điều chắc chắn là con người cùng những sinh vật đều được sinh ra trên cùng một hành tinh. Cậu và Satomi sau đó đi đâu đó thì bị tên tội phạm đã bỏ trốn kia để ý thấy và nhận ra. Izumi sau đó đi trên đường thì thấy kẻ nào đó giống với tên sát nhân cậu đã gặp nhưng vẫn nghĩ là nhìn nhầm. Thế nhưng càng đi thì cậu càng nhận thấy hắn bám theo nên cậu đã thật sự chắc chắn rằng đó là hắn cậu đã chạy đi tìm thì hắn đã nhân cơ hội mà bắt Satomi đi. cậu đuổi theo hắn, còn hắn sau khi lên tầng thượng thì có một cặp đôi ở đây. người đàn ông thấy tên này cầm dao thì đã lên tiếng và ngay lập tức đăng xuất. người con gái cũng ra đi ngay sau đó. Izumi đuổi đến thì muốn hắn đừng manh động. tên sát nhân chỉ cần một điều ở Izumi, hắn muốn cậu trả lời rằng hắn thật sự là gì? hắn là con người hay quái vật như đám ký sinh? lý do hắn hỏi là vì hắn cho rằng việc hắn giết người là bản năng thật sự của con người. việc con người quên đi bản năng này đã khiến dân số bùng phát đột ngột nên việc hắn làm chỉ là sống đúng bản chất của hắn, và lý do hắn cần câu trả lời từ Izumi là vì hắn biết cậu có một con quái vật bên trong, Satomi không cãi được vì cô đã thấy vết sẹo trên người Izumi. Izumi đã quyết định thừa nhận nhưng Satomi muốn cậu cứ mặc kệ lời hắn, vì dù cậu có ra sao thì với cô cậu vẫn là một con người, và chỉ có thể loại như hắn mới là quái vật. Hắn thấy cô cũng đanh thép nên có trò để chơi với cô, cậu sau đó đã phải lao đến thì hắn liền ném Satomi khỏi sân thượng và đâm vào tay cậu. Cậu kịp đấm vào mồm hắn nhưng bắt được Satomi thì không. Cậu sau đó bất lực thì lại nhìn thấy hình ảnh của Migi, nó bảo cậu có kéo lên thì kéo lẹ đi chứ nó mỏi tay lắm rồi. Cậu thấy bản thân đã nắm kịp và chắc chắn là Migi đã giúp cậu, cậu đã kéo Satomi lên và nghi là Satomi đã thấy Migi. Cậu đã thú nhận với Satomi về việc cậu đã từng quăng con chó vào thùng rác nhưng sau đó đã nghĩ lại vào chôn nó. Cô cũng biết điều đó vì đã luôn dõi theo cậu. Người khác lúc này cũng đã tìm lên và thấy người chết trên này. Izumi đã có thể thở phào vì cuộc sống yên ổn sắp trở về với cậu và phim đến đây cũng là kết thúc.